Hồi 36, bất đồng chính kiến đang bạn ra thù. Phản cương lớn tiếng thoá mạ, còn mẹ nó, tên đại hán gian ngô tam quế phái hủy một tên cầu quan mà cũng ra vẻ ngang tàng. Bạch Hàn Phong đưa mắt nhìn Phản cương gật đầu nói, phàn Phản huynh đệ nói đúng lắm, nhưng vì gia huynh muốn thám thính tình hình cố hương nên phải tâng bốc hắn mấy câu. Tên cầu quan càng lấy làm đắc ý, hắn bảo những viên quan do ngô tam quế hủy phái kêu bằng, tây tuyển, để ngụ ý do Bình Tây Vương lựa chọn. Những quan viên lớn nhỏ toàn tỉnh Vân Nam dĩ nhiên đều do Ngô Tam Quế phái đến. Cả ba tỉnh Tứ Xuyên, Quảng Tây, Quý Châu, những viên quan Tây Tuyển so với những người của Hoàng đế phái đến còn lên hương hơn. Tỷ dụ trong những địa hạt này có chỗ khuyết triều đình phái người đến, Ngô Tam Quế cũng phái người đến thì ai đến trước là được. Những quan viện bốn tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên quảng tây mà có chỗ khuyết thì dĩ nhiên côn minh thủ phủ tỉnh vân nam biết trước rồi từ côn minh phái người đến còn nhanh hơn quan viên ở bắc kinh tới vì thế mà quan của triều đình gửi đến bao giờ cũng chậm chân hơn những quan viên tây tuyền nguyên bình tây vương ngô tam quế lập được công lớn với triều đình nhà mãn thanh mà thu phục giang sơn là hoàn toàn trông vào công lao của bình tây vương vì thế triều đình đặc biệt yêu đã ngô tam quế ngô tam quế có bản tâu về triều bất cứ việc gì cũng được chuẩn y vương võ thông nói viên quan đó nói vậy là đúng sự thực tiểu đệ làm nghề bao tiêu trong bốn tỉnh miền tây nam đã nhìn rõ một giải vân quý người ta chỉ biết có ngô tam quế chứ không biết đến hoàng đế bạch hàn phong nói tên dương nhất phong còn bảo theo luật lệ của triều đình thì ai đi làm chi huyện đều phải đến kinh thành yết kiến hoàng đế để hoàng đế phong chức hắn đến bắc kinh là để vào yết kiến hoàng đế hắn còn nói bình tây vương đã phong quan cho hắn rồi vậy việc đến kinh triều kiến hoàng đế chỉ là một thủ tục thông thường bạch hàn phong ngừng lại một chút rồi kể tiếp dương nhất phong uống mấy chung rồi lại nói càng đắc ý gia huynh liền bảo hắn dương đại nhân đến khúc tĩnh làm quan thì ra người bàn tỉnh lại làm quan ngay ở bàn tỉnh để tạo phúc cho nhân dân thật là quý hóa dương nhất phong cười ha hả nói cái đó đã hẳn giữa lúc ấy đột nhiên ở bàn khác có người xen vào tên lão tạc tên lão tặc đó cùng ta, có mối thâm cừu, hắn nói tới đây bỗng đứng phát dậy, mặt đỏ bừng lên. Tô Cương hỏi có phải hắn là bát tí viên hầu từ thiên xuyên không? Bạch Hàn Phong gật đầu đáp chính hắn, Bạch Hàn Phong tức quá tự hồ cổ học nghẹn hơi nói không ra lời. Sau một lúc gã nói tiếp chính là tên lão tặc đó, hắn ngồi bên cái bàn con cạnh cửa sổ nói người bàn tỉnh làm quan trong bàn tỉnh thì đục khoét càng tiện hơn anh em tại hạ để mặc cho tên lão tặc nói gì thì nói, không muốn dây lời với hắn. Huyền Trinh lạnh lùng nói, Bạch Nhị Hiệp, từ Tam Ca nói câu đó kể cũng đúng. Bạch Hàn Phong hắng giọng một tiếng rồi đáp, hắn nói câu ấy thì phải rồi, tại hạ có bảo hắn nói lầm đâu. Nhưng, nhưng ai bảo hắn dây vào việc người ta, hắn mà không nói câu đó thì việc gì đến nỗi xảy chuyện rắc rối. Huyền Trinh thấy Bạch Hàn Phong nóng nảy không nói gì nữa, Bạch Hàn Phong lại nói tiếp Dương Nhất Phong nghe tên lão tặc nói câu đó thì nổi giận đùng đùng. Hắn quay đầu nhìn lại thấy tên lão tặc là kẻ già nua lưng còng, mặt mũi đê tiện. Trên bàn lại để cái dương thuốc, bên ghế cắm một lá cờ bán thuốc cao. Hắn liền quát mắng, lão già bất tử này, người nói láo gì thế? Bốn tên gia đình đã nhảy sổ đến đập bàn thoá mạ tên lão tặc. Một tên nắm lấy cổ áo lão, Tại Hà mắt kém không nhìn ra võ công tên lão tặc đó cao cường, lại cho là hắn nhân lúc vẫn khích buông lời mạt sát. Tại Hà còn lo lão bị bọn gia đình đánh đòn nên chạy lại giả vờ khuyên giải mà thực ra là để đẩy lui bọn chúng. Huyền Trinh lên giọng tán thưởng, Bạch Nhị hiệp hoài bảo nhân nghĩa, quả là anh hùng hào hán. Trong lòng lão đã có chủ ý, lão thấy Bạch Hàn Tùng chết rồi còn Từ Thiên Xuyên tuy bị thương nặng nhưng chắc là qua khỏi được. Thế là bên mình chiếm phần hơn vậy vụ này kết sao giữ được hòa hào là hay lão liền tán dương bạch hàn phong mấy câu để tâm tính gã hòa dịu trở lại ngờ đâu bạch hàn phong lại không ăn bánh vĩnh gã trợn mắt lên nói anh hùng cái con khỉ gì đâu thế là mình ngu hơn chó có mắt mà không biết người không nhìn rõ chỗ nham hiểm tàn độc của tên lão tặc lại cho lão là người tốt tên dương nhất phong liền lên giọng quan lớn ngoác miệng ra mà mắng chửi hắn lớn tiếng la hỏng bét hỏng bét ở kinh thành dân điêu toa rất nhiều cần chấn chỉnh lại phản cương nói xen vào, tên quan đó ỷ mình có lũ chó săn ở Vân Nam lần át trăm họ chưa đủ, còn đến Bắc Kính khinh mạn người ta nữa. Bạch Hàn Phong nói, muốn khinh mạn người cũng không phải chuyện dễ, viên quan này quát tháo om sòm kêu gia đinh cột tên lão tặc đưa lên quan để phạt 40 triệu và đeo gông cảnh cáo mọi người. Tên lão tặc cười ha hà nói, đại lão gia, đại lão gia hà tất phải la lối cho mệt sức bản nhân lấy thuốc cao dán lại mới được. hắn nói rồi lấy trong dương ra một lá thuốc cao, hai tay nắm chặt. tiếp theo lão chắt lá cao cho bằng phẳng. ban đầu tại hạ thấy tên lão tặc đối với bọn gia đinh giữ như hung thần vẫn không sợ hãi gì đã sinh lòng ngờ vực. sau thấy lão giơ tay ra hiệu với gia huynh liền hiểu ngay. nguyên thuốc cao đã dán tụ lại một chỗ, muốn cho cao chảy ra phải đem hơi lửa nóng mới mở ra được. Đằng này tên lão tặc lại dùng sức nướng ở hai bàn tay làm cho lá cao mềm ra. Về phần công lực đó, người thường không thể làm được. Tên lão tặc mở lá cao ra rồi, khi nóng bốc lên nghi ngút. Dương Nhất Phong chẳng hiểu chi hết, thôi thúc bọn gia đình tiến lại bắt người. Vì tiểu bảo chú ý lắng tai nghe không nói câu nào. Gã nghĩ thầm, vụ này là một màn hí kịch coi được đây. Bỗng nghe Bạch Hàn Phong nói tiếp, đại hạ thấy tên lão tặc kia nội công cao thâm, nên không ngăn cản bọn chó săn của tên quan kia nữa, để chúng đến tự rước lấy nỗi đau khổ. Một tên gia đình thấy tài hạ tránh sang bên liền xông về phía từ lão tặc. Tên lão tặc cười hỏi, người muốn mua thuốc cao chăng? Lão cầm lá thuốc cao đặt vào tay tên gia đình. Tên gia đình thoá mạ liền, lão chó má này định làm gì? Tên lão tặc liền đẩy cánh tay gã gia đình chuyển ra chỗ khác. Bỗng nghe đánh, bốp, một tiếng, lá thuốc cao nóng bỏng đã dán vào miệng tên cầu quan. Vì tiểu bảo nghe Bạch Hàn Phong nói tới đây, không nhịn được nữa bật lên chàng cười khanh khách, vỗ tay reo, hay quá, hay quá, Bạch Hàn Phong nhìn gã bằng cặp mắt hung hăng, vì tiểu bảo trong lòng run sợ không dám cười nữa. Tô Cương hỏi, rồi sao sao nữa, Bạch Hàn Phong đáp tên cầu quan kia bị thuốc cao gắn chặt lấy miệng, dĩ nhiên không nói lên lời nữa. Hắn đưa tay lên muốn kéo lá thuốc cao ra, nhưng tên lão tặc chân tay rất mau lẹ lão huy động bốn tên gia đình nói các ngươi mau lại đây giúp đại lão ra bỗng nghe những tiếng bốc bốc vang lên không ngớt những tên gia đình mỗi tên đều phóng trưởng đánh vào mặt cầu quan không hiểu từ lão tặc dùng thủ pháp gì thúc đẩy bốn tên gia đình vận kinh lực vào bàn tay rồi phóng trưởng đánh cầu quan chỉ trong khoảnh khắc tên cầu quan hai má sưng vù đỏ ửng ừ, coi chẳng khác gì hai miếng gan lợn vì tiểu bảo lại nổi lên chàng cười ha ha gã quay đầu ra chỗ khác không dám nhìn Bạch Hàn Phong lần nào nữa. Tô Cương gật đầu nói, lão họ từ mang ngoại hiệu bát tí viên hầu thật là xứng đáng. Nghe nói cầm nã tiểu công phu của lão đứng vào hàng võ lâm thất tuyệt quả nhiên tiếng đồn không ngoa. Tô Cương đã nghĩ đến Bạch Hàn Tùng bị chết về tay từ thiên xuyên thì võ công lão dĩ nhiên rất cao thâm. Lão cố ý đề cao võ công của từ thiên xuyên để thể diện cho Bạch Thị song mục một chút bạch hàn phong nói tại hạ cùng gia huynh thấy thế chỉ buồn cười hai bên mặt tên cầu quan máu tươi chảy ra đầm đìa trên tiểu lầu rất đông người đến coi nhiệt náo tên lão tặc lại lớn tiếng la không được đánh không được đánh đại lão ra đây không ai đánh được các ngươi là bọn nô tài mà dám phạm thượng đánh đại lão ra đau đớn đến thế ư lão đi sau bốn tên gia đình nhảy lui nhảy tới trông như con khỉ để huy động những cánh tay bọn gia đình mà lại giống như lão né tránh những người ngoài đứng coi không nhận ra được là chính lão đã hí lộng quỷ thần lão lại huy động bọn gia đình đánh thêm mười mấy trường nữa tên cầu quan ngất xỉu té lăn xuống đất lão mới dừng tay về chỗ ngồi trước bốn tên gia đình cũng cho là mình bị ma đem lối quỷ đưa đường chứ không hiểu tại sao mình lại vung trường đánh lại lão ra nhưng tám cánh tay của bốn tên gia đình cũng máu tươi đầm đìa thì không phải là chuyện già được nữa bốn tên gia đình đứng ngẩn người ra một lúc nâng đỡ tên cầu quan rời khỏi tiểu lâu chủ quán đành tự nhận là mình gặp vận suối không dám đến đòi tiền cơm rượu bọn họ nữa phàn cương cười nói thú quá thú cụ a à, tên chó săn thủ hạ của ngô tam quế đáng được trừng trị như thế mới là phải từ tam ca đánh tên cầu quan khiến trăm họ trong thiên hạ đều nức lòng hời già bạch nhị hiệp sau lúc đó nhị hiệp không giúp y đánh thêm mấy quyền nữa Bạch Hàn phong thuật lại vụ bắt tí viên hầu từ thiên xuyên đánh như từ tên cầu cuộn ở tửu lâu một cách rất tỉ mỉ. Có điều tâm thần gã cực kỳ xúc động nên giọng nói nhát gừng, câu sau không liên tiếp với câu trước, nhưng người nghe mười phần cũng hiểu đến tám, chín. Bạch Hàn Phong nghe Phản Cương hỏi vậy sao gã không trợ quyền để cùng đánh tên cầu quan, thì gã nổi giận đùng đùng lớn tiếng quá, tên lão tặc đó phô trương bản lãnh đánh người sao ta còn phải viện trợ hắn chính hắn đánh người chứ có phải bị người đánh đâu. Huyền Trinh nói, Bạch Nhị Hiệp nói phải lắm. Ban đầu y chưa hiểu từ Tam Ca cũng biết võ công, chẳng đã ra tay Nghĩa Hiệp ngăn cản bọn gia đình không cho hành hung rồi đấy ư. Bạch Hàn Phong hắng giọng một tiếng nói tiếp tên cầu quan cùng bọn gia đình đi rồi. Gia Huynh liền kêu chủ quán lại bảo bồi thường cho hắn về khoản bát đa bàn ghế đổ vỡ. Cả tiền cơm rượu của tên lão tặc cũng do anh em tại hạ thanh toán. Tên lão tặc tươi cười tạ ơn. Gia Huynh mời hắn qua bàn bên này ngồi cùng bàn ăn uống với nhau thì tên lão tặc khẽ nói, tại hạ đã ngưỡng mộ thanh danh hai vị tùng, phong hiền huynh đệ từ lâu. Này được gặp mặt thật là may quá, à hát em tại hạ giật mình nghĩ bụng, té ra hắn đã biết lai like SCS mình mà mình chưa hiểu hắn là ai. Gia Huynh liền nói, anh em tại hạ là người hủ lẩu, rất lấy làm xấu hổ. Xin lão gia cho nghe tôn tính đại danh, tên lão tặc liền cười đáp, tại hạ là từ thiên xuyên trong lúc nhất thời không dẹp nổi tính nóng giận đã múa xìu qua mắt thợ trước mặt hiền huynh đệ, thật không bỏ làm trò cười. Lúc đó anh em tại hạ chưa hiểu từ thiên xuyên lai lịch thế nào, nhưng nghĩ tới hắn đã đánh tên cầu quan tức là người cùng đi một đường với mình. Tên cầu quan kia nếu không bị ăn đòn của lão tặc thì anh em tại hạ cũng chẳng cho một trận nên thân. Ba người vừa ăn uống vừa nói chuyện cùng ý hợp tâm đầu. Nhưng ở tiểu lầu không tiện nói chuyện thâm tình, anh em tại hạ liền mời hắn về đây ăn cơm phản cương ổ lên một tiếng hỏi té ra từ tam ca đã vào quý phủ rồi mới động thủ ư bạch hàn phong đáp ai bảo động thủ ở đây đánh nhau với khách trong nhà mình thì ra khinh mạn khách à huyền trinh gật đầu nói phải lắm phải lắm bạch thị song mộc nổi tiếng anh hùng hào hiệp có lý đâu lại hành động thất thố như vậy bạch hàn phong nghe huyền trinh tán tụng mình hoài sau gã cũng nhìn y mỉm cười để tụ lại rồi nói, anh em tại hạ mời lão tặc về đây cung kính tiếp đãi. Khi bọn tại hạ hỏi đến tại sao hắn lại nhận biết anh em tại hạ thì hắn không giấu giếm gì nữa, nói huyệt tuệt hắn là người trong thiên địa hội. Hắn còn nói khi anh em tại hạ tới Bắc Kinh, thiên địa hội đã cho hay để cùng anh em tại hạ kết giao bằng hữu. Sở dĩ ở tiểu lầu hắn đánh tên cầu quan một là vì căm hận ngô tam quế, hai là vì để mở đường kết bạn với anh em tại hạ tên lão tặc đó khéo lừa dối khiến anh em tại hạ tưởng hắn là người tốt sau tính đến chuyện phản thanh phục mính thì ba người à quên hai người và một con chó càng nói càng ý hiệp tâm đồng vì tiểu bảo bắt gặp chỗ đối phương sơ hở khi nào gã chịu bỏ qua liền xen vào hai con người và một con chó mà nói chuyện ý hợp tâm đầu mới thật ly kỳ mọi người nghe gã nói không nhịn được phải phì cười nhưng e là mất mặt bạch hàn phong nên không dám cười lên tiếng Bạch Hàn Phong tức quá quát hỏi, tên tiểu quỷ này, nói nhăng gì thế, phản cương vội can ngăn, Bạch Nhị Hiệp, vị này là vi hương chủ. Tuy người còn nhỏ tuổi nhưng là nhân vật đứng đầu trong thanh mục đường ở tệ hội nên trong tệ hội từ trên xuống dưới đối với người đều tỏ lòng rất kính cẩn Bạch Hàn Phong chưa hết tức mình văng tục, hương chủ thì đã làm cái đếch gì? Tô Cương liền lảng sang chuyện khác, tại Hà cũng nhận thấy Bạch Huynh Đệ trong giả đau thương vị huynh trường từ trần nên nói năng không khỏi có điều nóng này vậy xin anh em đừng để ý vì hương chủ cũng miễn trách cho tô cương vốn là người chỉ trọng đã biết địa vị hương chủ trong thiên địa hội không phải tầm thường vậy mà bạch hàn phong đã kêu bằng tiểu quỷ lại bảo hương chủ thì làm cái đếch gì là đối lý thiếu lễ độ bạch hàn phong cũng không phải hạng người ngu xuẩn gã nghe tô cương nói vậy liền biết ngay mình trái gã không để nhãn quang động vào vi tiểu bảo nữa gã nói sau ba người bọn tại hạ vì tiểu bảo ngắt lời không phải hai con người và một con chó chứ bạch hàn phong tức giận quát ngươi ngươi nhưng sau gã cũng nhẫn nại thở phào một cây nói tiếp ba người nói đến chuyện phản thanh phục minh giết hết bọn thát đát xong rồi phò con cháu hồng võ hoàng đế lên ngôi bảo đoạn tòa gia huynh nói hoàng thượng đã qua bên diễn điển chỉ lưu lại một vị tiểu thái tử nhưng vị này thông minh tài trí đáng mặt anh quân hiện đang ẩn cư ở trốn thâm sơn tên lão tặc lại cãi trần mệnh thiên tử hiện đang ở đài loan bạch hàn phong vừa thuật lại câu nói của từ thiên xuyên bọn tô cương diêu xuân vương võ thông hiểu ngay hai bên tranh chấp nhau chỉ vì việc một bên ủng hộ quế vương một bên ủng hộ đường vương mà ra nguyên sùng trinh hoàng đế chết treo ở môi sơn rồi quân thanh tiến vào cửa ải bọn tôn thất nhà minh là phúc vương đường vương lỗ vương quế vương mỗi người xưng đế một nơi rồi xảy chuyện phân tranh. Sau các vương chết hết, bọn thủ hạ vẫn còn hiềm khích nhau. Bạch Hàn Phong lại kể tiếp lúc ấy tại hạ nghe tên lão tặc nói vậy liền hỏi tiểu hoàng tử của chúng ta rời đến Đài Loan từ hồi nào. Tên lão tặc kia đáp, tại hạ nói về tiểu hoàng tử của Long Võ Thiên Tử, chứ không phải con cháu của Quế Vương. Gia Huynh liền lên tiếng từ lão gia, lão gia là bậc anh hùng hào kiệt anh em tại hạ rất đem lòng kính phục có điều lão gia nhận xét về thiên hạ đại sử hãy còn có chỗ sai lầm sau khi sùng trinh thiên tử mất rồi phúc vương tự lên ngôi bóng phúc vương bị quân thanh bắt đường vương lên nối ngôi bất hạnh đường vương chết về nước đức vĩnh lịch lên làm chúa tể thiên hạ vĩnh lịch thiên tử chết vì nước rồi thì dĩ nhiên phải do con cháu ngài lên kế vị nguyên long võ là niên hiệu của đường vương vĩnh lịch là niên hiệu của quế vương bọn này là cựu thần của đường vương quế vương khi nào nhắc tới chủ cũ họ đều kêu niên hiệu phản cương nghe bạch hàn phong kể tới đây nói xen vào bạch nhị hiệp xin nhị hiệp miễn trách để tại hạ trình bày lòng võ thiên tử chết vì nước rồi hết anh đến em cũng là hợp lý như vậy bảo đệ của thánh thượng là thiện võ thiên tử lên kế vị ở quảng châu là phải không ngờ quế vương lại phái binh đến đánh thiện võ thiên tử các vị đế vương đều là con cháu của đức thái tổ hoàng đế chứ nào phải người ngoài mà không lo đánh kẻ thù trung quân là thát đát của nhà mãn thanh lại đi đánh nhau với người trong nhà há chẳng phải là một sự lầm lớn trong những điều sai lầm bạch hàn phong tức giận nói giọng lưỡi của tên lão tặc cũng hệt giọng lưỡi của ông bạn như vậy là ai gây sự đức vĩnh lịch hoàng đế chỉ phái sứ thần đến quảng châu bảo tân đường vương phế bỏ tên hiệu đi Thế mà những tên gian thần, thủ hạ của đường vương lại hạ sát sứ giả của chúng ta. Muốn chống ngoại địch trước hết cán dẹp yên nội bộ. Hành vi này của đường vương là hành vi của kẻ loạn thần phạm thượng Tội đại nghịch vô đảo của đường vương là đầu mọi tội ác và cũng là mầm họa của quốc gia. Phàn cương cười lạt hỏi trận đánh ở Tam Thủy trong đó có cả tại hạ, nhị hiệp có biết toàn quân bên nào bị tan vỡ không? Bạch Hàn phong tức quá, đứng phát dậy lớn tiếng, ngươi còn muốn thanh toán món nợ cũ chăng? Vì tiểu bảo lại lên tiếng, phàn đại ca, trận đánh ở Tam Thủy thế nào? Phàn cương cười đá, Quế Vương nghe lời xúc xiểm của tên gian thần dưới chướng phái một nội tướng là Lâm Gia Đình đem quân đến đánh Quảng Châu. Tô cương ngắt lời, phàn đại ca, câu chuyện này thực sự không phải thế đâu, đó là đường vương phái quân đến đánh Triệu Khánh trước, vĩnh lịch thiên tử bất đắc dĩ mà phải khởi binh ứng chiến hai bên mỗi người nói một câu toàn bàn chuyện đã qua ai cũng bênh chúa mình là phải dần dần câu chuyện đi vào chỗ gay gâu tình thế biến thành khẩn trương khác nào kiếm tuốt công dương coi chừng muốn động thủ đến nơi diêu xuân xua tay lia lịa lớn tiếng những việc này xảy ra từ bao năm trước còn nhắc lại làm chi cho mệt bất luận ai thắng ai bại cũng chẳng vẻ vang gì câu chuyện ngày nay toàn thể chúng ta phải tận diệt quân thắt đát Quần hào nghe Diêu Xuân nói đều yên tĩnh lại, trong lòng ai nấy đều cảm thấy tự thẹn. Tô Cương nói, Bạch Nhị Đề, câu chuyện tranh chấp giữa chúng ta và tên lão tặc kia thuộc về đại nghĩa. Chúng ta phải hết sức tranh đấu sống chết với lập trường. Nhị Đề hãy nói hết câu chuyện đó đi. Bạch Hàn Phong liền kể tiếp lý luận của tên lão tặc đó cùng một ruột với ông bạn họ Phan này. Dĩ nhiên anh em tại hạ phải phân tích rõ ràng, hai bên mỗi lúc một to tiếng chẳng ai chịu nhường ai. Gia huynh trong cơn thịnh nộ đập tay xuống vỡ tan cái kỷ trà. Tên lão tặc cười khẩy hỏi, phải chăng đại hiệp lý luận không kịp người muốn đi tới chuyện động võ? Bạch thị song mộc ở mộc vương phủ oai danh lẫy lừng thiên hạ. Còn tại hạ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong thiên địa hội nhưng cũng không sợ. Hắn nói câu này hiển nhiên là mất mặt anh em tại hạ, mà còn có ý chẳng coi mộc vương phủ vào đâu cách bì lý của hắn lấy một tên vô danh tiểu tốt của thiên địa hội cũng đủ hơn được những nhân vật nổi danh trong mộc vương phủ mới thật là mỉa mai. Giao hưng sáng giọng hỏi lại, tại hạ đập bể kỳ trà của nhà mình thì liên quan gì đến các hạ? Các hạ ỷ vào thế lực nào mà dám buông lời khinh mạn mộc vương phủ? Hai bên càng nói càng găng, rồi hẹn nhau tối hôm ấy đến thiên đàn tỷ võ tô cương thở dài buồn rầu nói, té ra cuộc phân tranh này bởi đó mà ra. Bạch Hàn Phong nói, tối hôm ấy anh em tại hạ đến thiên đàn phó ước. Chẳng ai nói câu gì, hai bên động thủ liền. Vì tiểu bảo hỏi ngay, chắc là hai người đánh một rồi. Nhưng tại hạ không hiểu Bạch Đại Hiệp xông vào trước hay Nhị Hiệp xông vào trước. Bạch Hàn Phong đỏ mặt lên lớn tiếng, anh em ta bao giờ cũng liên thủ. Dù đánh với một tên hay với cả trăm tên cũng cùng nhau tiến vào một lúc. Hồi 37, hồi xuân đường phát sinh đại bí ến. Vì tiểu bảo gật đầu nói, té ra là thế, vậy trong trường hợp động thủ với đứa con nít như tại hạ, cũng phải cả hai vị hiền huynh đệ liên thủ xông vào. Bạch Hàn Phong tức quá gầm lên một tiếng, phóng trưởng nhằm đánh xuống đầu vi tiểu bảo. Tô Cương vội đưa tay trái ra nắm lấy cổ tay Bạch Hàn Phong và can ngăn gã, Bạch nhị đệ, như thế không được, Bạch Hàn Phong vừa cựa mạnh vừa la, tên, tên tiểu quỷ này, mặt sát cả gia huynh mặc dầu y đã từ trần vì tiểu bảo trong lúc nhất thời chỉ muốn nói cho thích miệng, gã không nghĩ đến Bạch Hàn Tùng đã chết rồi cũng bị chỉ trích. Gã còn muốn nói diễu mấy câu nữa, nhưng thấy Bạch Hàn Phong hung dữ như người điên, nên trong lòng kinh hãi không dám nói nữa. Tô Cương lại giảng dài, Bạch nhị đệ, quan có đầu, nợ có chủ, gã họ từ đã hại mạng Bạch đại đệ, vậy chúng ta chỉ có thể kiếm họ từ để thanh toán. Bạch Hàn Phong hầm hầm ngó vì tiểu bảo nói, một ngày kia ta sẽ rút xương lọc ra ngươi. Phản cương Vạn tô cương, tô tam hiệp, tam hiệp bảo từ đại ca của bọn tại hạ đã hại mạng bạch đại hiệp thi chữ, hại, đó tưởng nên châm trước mới phải. Bạch nhị hiệp đã nói hai bên tỷ võ ở thiên đàn. Từ đại ca một mình phải chọi với hai người, y đã không dùng ám ngụy kế lại không y vào số đông để thủ thắng vậy đó là một cuộc tỷ đấu quang minh chính đại thì sao lại bảo là bạch đại hiệp bị từ đại ca hại mạng được bạch hàn phong tức giận đáp gia huynh nhất định bị từ lão tặc hại mạng trước khi gia huynh cùng tại hạ đến thiên đàn phó ước hai người đã thương nghị với nhau gia huynh bảo lão già đó tuy đầu óc hồ đồ không hiểu mệnh trời về ai nhưng hắn cũng là người đồng đạo với chúng ta trong công cuộc phản thanh phục minh vậy lúc tỷ võ chúng ta nên nể mặt thiên địa hội chỉ điểm tới là thôi đừng làm hại đến tính mạng hắn. Gã dừng lại một chút rồi tiếp như vậy hai anh em tại hạ đã nhẹ đòn với từ lão tặc, không ngờ hắn lòng dạ độc ác, cố ý hạ sát thủ để hại mạng gia huynh. Tô Cương hỏi từ lão tặc đã ra hại bạch đại đệ trong trường hợp nào? Bạch Hàn Phong đáp cuộc động thủ khai diễn, hai bên trao đổi ngoài bốn chục chiêu vẫn chưa phân thắng bại. Cuộc tỷ đấu tiếp diễn hồi lầu, tên lão tặc bỗng nhảy ra ngoài vòng chiến, chắp tay nói, đáng phục thật là đáng phục, bữa này chúng ta không phân thắng bại, bất tất phải tỷ đấu nữa. Võ công của Mộc Vương Phủ lừng danh thiên hạ, quả nhiên cao minh vô cùng. Phản cương hỏi, đã thế thì hai bên bãi chiến để khỏi tổn thương hòa khí hã chẳng hay lắm du. Bạch Hàn Phong tức giận đáp, ông bạn không trông thấy chỗ hách dịch ở trong lời nói của tên lão tạc ư. Ông bạn còn tưởng hắn tử tế lắm sao? Hắn đã nói vậy lại còn cười nửa miệng, tỏ ra bạch thị song mộc ở mộc vương phủ hai người chọi một mà không thắng nổi một thằng già thế thì câu võ công lừng danh thiên hạ gì đó chẳng qua là câu nói phình phờ mà trong bụng hắn thực ra rất khinh mạn anh em tại hạ dĩ nhiên tại hạ trong lòng uất hận liền đáp chưa phân thắng bại thì tỷ đấu cho đến lúc phân thắng bại hãy thôi phản cương hỏi thế rồi hai bên lại động thủ hay sao bạch hàn phong đáp dĩ nhiên cuộc tỷ đấu lại tái diễn thân thủ tên lão tặc tuy rất linh hoạt nhưng không thể dai sức bằng anh em tại hạ. Nếu cuộc chiến đấu còn kéo dài, nhất định hắn bị thất bại. Vừa rồi hắn muốn bãi chiến chỉ vì hắn muốn thừa cơ chuồn đi cho thoát. Bạch Hàn Phong hít một hơi chân khí rồi nói tiếp, hai bên qua lại mấy chục chiêu nữa, tại hạ liền sử chiêu, long đằng hổ dược, nhảy vọt lên không đánh xuống. Quả nhiên tên lão tặc mắc bẫy hắn nghiêng mình né tránh chiêu thức này anh em tại hạ đã rèn luyện rất tinh thục. Gia huynh liền ra chiêu, Hoành tảo thiên quân, vung chân trái quét sang bên phải, vung tay mặt quét sang bên trái, khiến hắn không còn đường né tránh. Gã nói tới đây đồng thời vung tay sử chiêu, Hoành tảo thiên quân. Huyền Trinh gật đầu nói, chiêu này giáp công cả hai bên quả là lợi hại, nó khiến cho địch nhân né sang mé tả không được, mà tránh qua mé hữu cũng không xong. Bạch Hàn Phong lại nói, tên lão tặc liền co mình lại rồi đột nhiên xô vào trước ngực Gia Huynh. Gia Huynh xoay hai tay giữ lấy trước ngực, hắn cười nói, ha ha. Ông bạn thua rồi, giữa lúc ấy bỗng nghe đánh, binh, một tiếng, thì ra tên lão tặc đã vung quyền trường đánh vào chỗ hiểm yếu trên ngực và dưới bụng của Gia Huynh. Gã nói tới đây tức quá thở lên hồng hộc, nói tiếp, Gia Huynh bao giờ cũng nghĩ đến nghĩa khi võ lâm, hai tay chỉ đặt hờ vào trước ngực hắn chứ không nhả nội lực ra thế mà tên lão tặc thủ đoạn tàn độc, táng tận lương tâm nhân lúc người ta bất ngờ để hạ sát thủ. Phản cương hỏi ngay lệnh hiền huynh bị thiệt mạng về chiêu đó hay sao? Bạch Hàn Phong hàn học đáp tại hạ thấy thế nguy liền ra chiêu, cao sơn lưu thủy, đánh vào sau lưng tên lão tặc. Tên lão tặc lào đảo người đi lùi lại mấy bước, còn ra huynh miệng hộp máu tươi ngã lăn xuống đất, lúc ấy tại hạ cực kỳ nóng nảy, hốt hoảng chạy lại nâng đỡ ca ca tên lão tặc nổi lên mấy tiếng cười khô khan rồi băng mình chạy đi tại hạ ôm ca ca chạy về nhà nhưng đang đi đường ca ca thốt ra bốn tiếng trả thù cho ta y nấc lên mấy tiếng rồi tắt hơi hắn thở dài nhìn tô cương nói tô tam ca ơi chúng ta không trả mối thù này thì còn là người thế nào được gã nói tới đây bất giác hai hàng lệ tuôn xuống như mưa huyền trinh đạo nhân quay lại ngó mọi người nói phong lục ca chúng ta biểu diễn lại mấy chiêu thức mà bạch nhị hiệp vừa nói đó phong lục ca tên gọi phong tế trung là một lão nhà quê tướng mạo rất tầm thường chẳng có vẻ oai phong chút nào hôm qua khi quần hào ở dưới nhà hầm trong tiệm thuốc nhỏ sau cuộc giới thiệu phong tế trung chưa hề mở miệng nói câu nào vì tiểu bảo cũng không chú ý đến lão bây giờ phong tế trung nghe huyền trinh bảo vậy liền gật đầu đứng dậy tiến ra lão nhẹ nhàng vung trường nhằm đánh tới huyền trinh huyền trinh giơ tay trái lên gạt rồi co mình lại năm ngón tay của đạo nhân biến thành những móng như móng khỉ hiển nhiên y mô phỏng chiêu thức của bát tí viên hầu từ thiên xuyên phong tế trung liền điểm chân trái xuống vọt mình lên cao người lão đang lơ lửng trên không lại nhảy chồm đánh xuống diêu xuân lớn tiếng reo thật là một chiêu lòng đằng hổ dược tuyệt diều tiếng reo chưa dứt huyền trinh đã nghiêng mình né tránh giữa lúc ấy phong tế trung đã nhảy xuống người y chân trái lão quét sang bên phải cánh tay mặt quét qua bên trái ai cũng nhận ra đây là chiêu hoành tảo thiên quân mà bạch hàn phong vừa nói đó có điều một mình phong tế trung phải biến thành hai người để biểu diễn lão vừa xử xong chiêu long đằng hồ dược của bạch hàn phong liền phải thay đổi địa vị nhảy sổ đến trước mặt huyền trinh đạo nhân để ra chiêu hoành tảo thiên quân của bạch hàn tùng nên thân pháp lão phải cực kỳ thán tốc đến một trình độ không ai tưởng tượng được mọi người reo hò rầm rộ, Huyền Trinh co người lại xông vào lòng đối phương, Phong Tế Trung vội đẩy hai trường ra nắm lấy trước ngực Huyền Trinh, miệng reo, ha ha, ông bạn thua rồi. Giữa lúc ấy Huyền Trinh phóng quyền đánh tới trước ngực Phong Tế Trung, đồng thời vung trường đánh vào bụng dưới lão. Quyền trường của hai người đều để trên mình đối phương rồi ngừng lại không chuyển động nữa. Huyền Trinh hỏi Bạch Nhị Hiệp tình trạng lúc đó có đúng như vậy phải không? Bạch Hàn Phong chưa kịp trả lời phong tế trung đã rung động thân hình lạng tới sau lưng huyền trinh song trường của lão rút qua mé hữu bên mặt đánh dứ vào sau lưng huyền trinh miệng lão hô cao sơn liêu thủy hai phát trường đó chưa đụng vào đến người huyền trinh mọi người vừa thấy mắt hoa lên phong tế trung đã đứng sững trước mặt huyền trinh hai tay đặt vào trước ngực y còn quyền trường của huyền trinh thì lại đặt vào trước ngực và dưới bụng lão tức là trở lại tư thức đầu tiên hai lần chợt lui chợt tới coi như quỷ mị những người hiện diện tại đây, ngoại trừ vi tiểu bảo, đều là những nhân vật biết nhiều hiểu rộng, nhưng thân thủ thần tốc phi thường như phong tế chung mọi người chưa được thấy qua. Quần hào vừa ngạc nhiên vừa bội phục, ai cũng hiểu chỗ dụng ý của lão là trình bày cho phe Bạch Hàn Phong biết hôm đó từ thiên xuyên một mình phải địch với hai người, tình thế rất là nguy hiểm. Nếu họ từ ra tay đánh Bạch Hàn Tùng mà còn nhẹ đòn một chút thì e rằng khó lòng thoát khỏi chiêu, cao sơn lưu thủy, của Bạch Hàn Phong đánh vào sau lưng huyền trinh nhắc lại câu hỏi bạch nhị hiệp có phải tình trạng lúc đó đúng như vậy không bạch hàn phong mặt xám như cho từ từ gật đầu phong tế trung nhô lên hụp xuống mấy cái biểu diễn những chiêu thức rất đầy đủ và đúng mức khiến cho gã hoa mắt nhức đầu nhất là bộ vị thủ pháp không sai chật mẩy may hoàn toàn như do một vị sư phụ truyền cho chiêu lòng đằng hồ dược của bạch hàn phong và chiêu hoành tảo thiên quân của bạch hàn tùng là những chiêu thức mà bạch thị song mộc đắc ý nhất nhưng những chiêu thức này một mình phong tế trung biểu diễn rất đúng điệu lại một cách dễ dàng khiến cho bọn Bạch Hàn Phong phải sửng sốt tự hỏi sao chúng lại học được môn võ nghệ gia truyền của nhà mình. Phong tế trung thu trưởng về đứng thẳng người lên, nhìn Huyền Trinh nói, thưa đạo trưởng, xin đạo trưởng cởi áo bào ra, tại hạ cam bề đắc tội. Huyền Trinh sừng sốt không hiểu lão có dụng ý gì, nhưng cũng cởi áo bào ra. Huyền Trinh vừa cử động bỗng thấy hai mảnh áo bay ra rớt xuống hai mảnh áo này như hình bàn tay. Huyền Trinh lại cầm tay áo dơ lên thì thấy rõ trước ngực vạt áo do hai bàn tay in vào. Nguyên phong tế trung đã dùng trường lực đánh rách đạo bào. Huyền Trinh tuy là người dày công hàm dưỡng mà lúc này cũng không khỏi cả kinh thất sắc. Bất giác y đưa tay lên đặt vào ngực, nghĩ thầm trong bụng trường lực của phong tế trung đã chấn động làm rách được vật mềm xèo là tấm đạo bào thì chắc là mình bị nội thương rồi nhưng lão thử vận khí không thấy có gì khác lạ mới yên lòng. Mọi người kinh hãi qua quên cả hoan hô. Phong tế trung nói, âm lực trên bàn tay Bạch Đại Hiệp còn thâm hậu hơn tại hạ nhiều. Từ đại ca bị nội thương ở trước ngực cực kỳ trầm trọng, còn thêm vào luồng nội lực ở hai bàn tay phát chiêu, cao sơn lưu thủy. E rằng nguyên khó bảo toàn được tính mạng, mọi người thấy phong tế trung dùng trường lực âm ngu in vết bàn tay đánh rách áo bảo của huyền trinh đều lắc đầu lè lưỡi. Công lực này so với khinh công hóa làm hai người để tiền hậu giáp công cũng còn khủng khiếp hơn. Vì tiểu bảo nghĩ bụng, lão con dù họ hài ngày trước cũng in một trường làm rách vạt áo trước của ta, chắc cũng dùng thủ đoạn này. Tô Cương và Bạch Hàn Phong đưa mắt nhìn đều lộ vẻ chán nản, vì họ thấy bản y hình phong tế trung ghê gớm như vậy thì bất cứ là ai bên họ cũng còn kém đối phương xa. Bọn họ lại được coi diễn võ như vậy thì hiển nhiên từ thiên xuyên tuy hạ độc thủ giết người nhưng cũng bởi trường hợp bất đắc dĩ không đủ yếu tố vững chắc để đòi chuyện báo thù trong lúc nhất thời được tô cương liền đứng dậy nói phong ra đây võ công rất cao thượng thực khiến cho tại hạ bữa nay được mở rộng tầm mắt giả tỷ bạch đại đề của tại hạ mà bản lãnh tương đương với phong gia thì nhất định không bị ông bạn họ từ làm cho thiệt mạng phản cương chắp tay nói hãy khoan xin anh em hãy đến hành lễ trước linh vị bạch đại hiệp đã vụ này vụ này hỡi ôi thật là đáng tiếc chúng ta không nên làm tổn thương đến hòa khí giữa mộc vương phủ và thiên địa hội đạo nhân nói rồi rào bước tiến vào hậu đường bạch hàn phong giang tay cản lại lớn tiếng gia huynh bị chết oan không nhắm mắt được các ông bất tất giả vờ thương xót kính điếu nữa huyền trinh nói bạch nhị hiệp đừng nói đây là chuyện tỷ võ lỡ tay đà thương bạch đại hiệp dù cho từ đại ca bên bần đạo có lỗi lầm đi nữa thì nhị hiệp không nên thù hận đến toàn thể thiên địa hội việc bọn bần đạo bái điếu trước linh sàng bạch đại hiệp là trong phạm vi nghĩa khí đồng đạo võ lâm. Tô Cương nói, đạo trưởng nói phải lắm, bạch nhị đệ chúng ta không thể để khiếm khuyết lễ số được. Thế rồi bọn vi tiểu bảo, huyền trinh, phản cương, diêu xuân, mã phó nhân nhất tề đến dập đó trước linh vị bạch hàn tùng. Vi tiểu bảo vừa lại vừa trong miệng lẩm bẩm. lúc gã đứng lên, bạch hàn phong lớn tiếng hỏi, trong miệng ngươi vừa nói những gì? vì tiểu bảo đáp ta ngấm ngầm cầu chúc trước linh vị Bạch Đại Hiệp thì việc gì đến ngươi mà phải hỏi. Bạch Hàn Phong hỏi, miệng lưỡi ngươi không sạch sẽ, ngươi cáo chúc điều chi? Vì tiểu bảo đáp ta khấn rằng, Bạch Đại Hiệp ơi, Bạch Đại Hiệp đi trước một bước cũng không sao. Tại hạ là vi tiểu bảo bị người bào đệ của đại hiệp đánh cho khắp nu xây vầy cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Chỉ mấy ngày tại hạ sẽ xuống cõi âm cùng lão nhân ra tương hội. Bạch Hàn Phong hỏi, ta đánh ngươi hồi nào? Vì tiểu bảo liền vén tay áo để lộ cổ tay bên phải ra thì thấy sưng lên và tím bầm một vòng, vết ngón tay còn dỡ rành rành, chính là chỗ Bạch Hàn Phong vừa nắm lấy. Đoạn gã hỏi, chẳng phải ngươi đánh ta là gì đây? Tô Cường liếc mắt nhìn Bạch Hàn Phong thấy gã không phủ nhận, liền lộ vẻ trách móc rồi quay sang nói với Vi Tiểu Bảo. Vi Hương Chủ, việc này một lời không nói hết được. Sau này chúng ta, chúng ta sẽ từ từ thương lượng vì tiểu bảo nói chỉ sợ vết thương của tại hạ trầm trọng không chữa được phải chết bỏ đời thì ngày sau chẳng còn gì mà thương lượng nữa tô cường thấy gã nói năng trôi chảy không ra vẻ con người bị thương chút nào thì biết gã chơi trò vô lại bất giác tự hỏi thiên địa hội là một tổ chức lớn như vậy sao lại để thằng nhãi con lưu manh này lên làm hương chủ hắn cũng nói đùa một câu vì hương chủ sống lâu trăm tuổi bọn tại hạ chết hết rồi hương chủ cũng còn sống thêm mấy chục năm nữa vì tiểu bảo nói, hiện giờ tại hạ trong ruột quặn đau, lục phủ ngũ tạng đào lộn cả rồi, chẳng biết còn sống được đến sáng mai không. Phong lục ca, huyền trinh đạo trưởng, sau khi tiểu đệ chết rồi các vị đừng kiếm bạch nhị hiệp để báo thù. Bạn hiểu giang hồ phải lấy nghĩa khí làm trọng, chúng ta đừng làm tổn thương hòa khí mộc vương phủ và thiên địa hội. Tô cương trao mày đưa mọi người ra cửa ngoài, huyền trinh nhìn bọn mã phó nhân, lôi nhất khiếu. Vương Võ Thông ngỏ lời cảm ơn rồi chắp tay từ biệt. Đoàn người thiên địa hội về đến cửa tiệm thuốc bỗng thấy tình hình khác lạ. Cái quầy đổ nghiêm ngửa, mấy chục hộp tù thuốc và dược liệu tung tóe dưới đất. Mọi người vào tiệm la gọi mấy tiếng chẳng thấy ai thưa. Đi thẳng vào nội đường thấy lão chủ tiệm béo mập và hai tên tài công đều chết lăn dưới đất. Huyền Trinh hô lên, chúng ta mau đóng cửa lại đừng để người ngoài tiến vào. Bây giờ hãy coi từ đại ca xem sao đạo nhân mở tấm ván cửa hầm chạy xuống la gọi, từ đại ca, từ đại ca, dưới đường hầm trống rỗng, từ thiên xuyên không biết đi ngả nào, phản cương la lên, mẹ kiếp, chúng ta sang liều mạng với bọn mộc vương phủ. Huyền Trinh nói, mau đi mời vương tổng tiêu đầu cùng quý vị đến chứng kiến vụ này. Phản cương hỏi, đi mời được người tới thì từ đại ca bị sát hại rồi con gì? Huyền Trinh đáp, nếu bọn chúng định sát hại từ đại ca thì đã hạ thủ ngay ở đây bọn họ bắt đi tức là không ra hại đông y liền phái người đi mời bọn vương võ thông diêu xuân đến bọn vương võ thông tới nơi thấy lão chủ tiệm béo mập bị thảm tử đều lấy làm phẫn nộ đồng thanh nói việc này không nên để chậm chúng ta đến ngay hẻm dương liễu bạch hàn phong mở cửa đón khách hỏi ngay các vị lại đến làm chi nữa phàn cương đáp bạch nhị hiệp đã biết sao còn già vờ hỏi hành động này thật là mất mặt cho mục vương phủ bạch hàn phong tức giận hỏi hành động gì làm sao mà mất mặt. Phản cương không đáp, hỏi lại từ đại ca của bọn tại hạ đâu. Mau giao trả đi, các vị nhân lúc người ta không đề phòng mà giết ba người trong tiệm thuốc hồi xuân đường thì thật là đê hèn hạ lưu. Bạch Hàn Phong lớn tiếng nói bậy, ai biết hồi xuân, hồi thu đường nào mà giết ba người. Ta xem chừng ông bạn mắc phải bệnh điên rồi. Hồi 38, tiền lão bản bày mưu giấu quận chúa. Tô Cường nghe tiếng chạy ra hỏi, các vị đi rồi trở lại, tất có điều chi dạy bảo. Lôi nhất khiếu đáp tô tam hiệp, vụ này đúng là các vị có điều lầm lỗi vì chẳng còn cách nào trốn tránh được công luận. Các vị có muốn trả thù cũng chẳng thể giết người càn vô tội. Việc này xảy ra ở trong thành còn làm liên lụy đến nhiều người, chứ không phải chuyện tầm thường. Tô Cương nhìn Bạch Hàn Phong hỏi, các vị nói gì vậy? Bạch Hàn Phong đáp, ai mà biết được, tiểu đệ cũng không hiểu. Vương Võ Thông nói, Tô Tam Hiệp, Bạch Nhị Hiệp, nơi mà thiên địa hội chú chân có ba người trong tiệm bị giết từ thiên xuyên sư phó cũng bị cướp đem đi vụ này phải trái ra sao chúng ta thong thả sẽ bàn tới xin các vị vì chút bạc diện của bọn tại hạ mà buông tha từ sư phó trước đi tô cường lấy làm kỳ hỏi từ thiên xuyên bị người cướp đi ư nếu vậy thì thật là kỳ các vị đem lòng ngờ vực bọn tại hạ nhưng chính các vị vừa ngồi với chúng ta chẳng lẽ ai có thuật phân thân chia mình đi làm vụ này Phản Cương hỏi lại các vị phái người đi hạ thủ thì có khó gì? Tô Cương nói các vị đã không tin thì bọn tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào được. Hay các vị muốn vào sục tìm thì tùy ý. Bạch Hàn Phong lớn tiếng, thánh thủ cư sĩ Tô Cương Tam Hiệp trước nay đã nói một là một, hai là hai, có bịa chuyện bao giờ. Tại hạ xin nói thật, nếu tên lão tặc họ từ mà lọt vào tay bọn tại hạ là lập tức bị chặt làm hai đoạn. Ai hơi đâu bắt hắn về nuôi cho tốn cơm. Tô Cương trầm ngâm một lúc rồi hỏi, trong vụ này tất có điều mắt ngoéo. Tại Hạ Mạo muội muốn đến trụ sở của quý hội để coi xem thế nào, chẳng hiểu có được không? Quần hào thấy hai người này ra chiều thành thật, không có vẻ gì trá nguy. Trong lúc nhất thời không biết quyết định thế nào, Phản Cương đáp Tô Tam Hiệp, bọn Tại Hạ muốn Tam Hiệp tuyên bố một điều, từ thiên xuyên đại ca có lọt vào tay các vị không? Tô Cương lắc đầu nói, Tại Hạ xin bảo đảm là không có chuyện đó cả bạch nhị đệ đây cũng không tơ hào liên can đến vụ này tô cương là người có danh vọng lớn trong võ lâm y quả là một hán tử trung thành ngay thẳng y đã tuyên bố không bắt từ thiên xuyên tất là không sai rồi huyền trinh nói đã vậy mời hai vị cùng đến tệ xã coi cho biết đoàn người về tới hồi xuân đường tô cương và bạch hàn phong coi kỹ tử trạng của lão chủ tiệm thuốc béo mập thì thấy hắn bị đòn nặng mà ủng mạng xương sườn trước ngực bị gãy hết thủ pháp này rất tầm thường coi không ra là võ công môn phái nào tô cương trầm ngâm hồi lâu rồi nói vụ này nhất định phải điều tra cho rõ ngọn ngành không thì chúng ta mắc tiếng oan chẳng bao giờ rửa sạch được mọi người khám xét rất kỹ khắp nơi trong tiệm thuốc lại xuống nhà hầm điều tra hồi lâu vẫn không ra được manh mối chi hết trời đã xế chiều bọn tô cương bạch hàn phong vương võ thông cáo từ về nhà họ còn ước hẹn với nhau chia đi thám thính các ngả trong thành bắc kinh Phản Cương hỏi lại, Tô Tam Hiệp, Bạch Nhị Hiệp, các vị đã coi kỹ chưa? Vào khoảng nửa đêm hôm nay bọn tại Hà sẽ phóng hỏa đết nhà cho tiêu tan xác chết cùng mọi vết tích. Tô Cương gật đầu đáp, bọn tại Hạ coi kỹ rồi. Mày ở chỗ gần đây không có người ở, vậy đốt tiệm này đi cũng phải. Có thế quan nhà mới khỏi tra hỏi lôi thôi phiền phức. Vì tiểu bảo nghe nói chuyện phóng hỏa đốt nhà rất lấy làm thích thú. Huyền Trinh nói, vì hương chủ trời sắp tối rồi, hương chủ nên về cung sớm đi. Phóng hỏa đốt nhà là việc nhỏ nhặt, vì hương chủ bất tất phải ở lại chủ trương đại cuộc, chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Vì tiểu bảo cười đáp đạo trưởng, chúng ta là chỗ anh em, đạo trưởng đừng đề cao tiểu đệ. Vì tiểu bảo dù có làm cái hương chủ con mẹ gì đó thì võ công cùng kiến thức cũng chưa bằng được những tay hảo thủ võ lâm như các vị. Tiểu đệ muốn ở lại đây để coi trò vui nhộn mà thôi quần hào vì thấy gã là hương chủ bản hội nên ngoài mặt đối với gã có bề kính cần lịch sự nhưng gã còn nhỏ tuổi lại chìa cái dở ra ở nhà họ bạch nên trong lòng họ có điều bất nhất bây giờ nghe gã nói vậy ai nấy đều cao hứng trong lòng vui vẻ cả làng nên biết rằng văn không có là đệ nhất võ chẳng muốn đứng hàng nhì các nhân sĩ võ lâm đều có óc tự phụ vì tiểu bảo nói mấy câu này trúng vào gan ruột mọi người nên ai cũng nức lòng hời giả quần hào đối với vị tiểu hương chủ này tuy không thêm phần kính cẩn nhưng có ý thân cận hơn trước nhiều huyền trinh cười nói phải đến nửa đêm bọn thuộc hạ mới động thủ phóng hỏa đốt nhà sau đó còn phải dập lửa tắt để khỏi vạ lây đến dân lương thiện vì hương chủ suốt đêm không trở về cung e rằng có điều bất tiện vì tiểu bảo nghĩ thầm y nói vậy cũng có lý cứ trời tối là đóng cửa cung không ai ra vào được nữa mà mình được đế quyển thương mến người trong cung ai cũng chú ý, ngủ ngoài là phạm cấm, không phải tội nhỏ. Gã đành thở dài nói, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nếu tại hạ được cầm lửa đốt nhà thì sung sướng biết chừng nào. Cao ngạn siêu khẽ nói, sau này nếu chúng ta có dịp đến đốt nhà người ta giữa ban ngày bọn thuộc hạ nhất định kính thỉnh vi hương chủ châm lừa. Vì tiểu bảo cả mừng, nắm lấy tay gã nói, cao đại ca, bậc trượng phu nhất môn ký xuất, đại ca, đừng quên nhé cao ngạn siêu mỉm cười đáp vì hương chủ đã có lời căn dặn có lý nào thuộc hạ chẳng tuân theo vì tiểu bảo hỏi ngày mai chúng ta đến ngõ dương liễu phóng hỏa đốt nhà họ bạch được không cao ngạn siêu giật bắn người lên vội đáp đây là một đại sự cần phải thương nghị lâu dài nếu tổng đà chủ mà nghe chuyện này e rằng tội nặng đấy vì tiểu bảo vừa nghe đến ba chữ tổng đà chủ liền cụt hứng không dám nói gì nữa gã thay đổi y phục cởi áo mới xếp lại Mặc quần áo tiểu thái dám vào, bọn cao ngạn siêu đi khám xét bốn mặt, không thấy có người ở mộc vương phủ dòm ngó mới cho vi tiểu bảo đi vào giữa đưa ra ngõ ngang, mướn một cỗ kiệu nhỏ đưa gã về cung. Vi tiểu bảo ngồi trong kiệu, bỗng thấy một người anh em trong hội nói, vi hương chủ, sáng sớm mai, hương chủ có rảnh xin vào trong bếp thượng thiện dám coi. Vi tiểu bảo hỏi ngay, coi cái gì, người kia đã cũng chẳng có gì lạ, gã nói rồi lùi lại ngay vì tiểu bảo ngồi trong kiệu nghĩ mãi không nhớ được người đó họ tên gì. Trên môi hắn để hai túng dâu chuột, tướng mạo cục cằn ra vẻ quê mùa. Nhiều lắm là một tên tiểu thương, lúc đến ngõ dương liễu, hắn không theo đi, gã cứ yên trí hắn là một người tài công trong tiệm thuốc. Vì tiểu bảo nghĩ tới người kia kêu mình đến chù phòng thượng thiện dám coi, không hiểu hắn có dụng ý gì. Vì tiểu bảo phụ trách trông coi công việc ở nhà bếp, sáng sớm hôm sau gã lần đến ngự trù phòng những người trong trù phòng từ thái giám trở xuống thấy nhân vật đứng đầu tới nơi chạy qua chạy lại nhộn nhịp chúng chọn thứ trà nổi tiếng rồi bưng lại vì tiểu bảo thấy trong trù phòng không có gì khác lạ toan quay gót trở ra bỗng thấy tên thái giám đi chợ mua đồ về tới theo sau hắn là một người xách cái cân lớn cười hì hì luôn miệng nói giả dạ, giả dạ, công công bảo sao tại hạ xin làm như vậy bảo đảm không dám sai quyền vì tiểu bảo vừa thấy người này không khỏi giật mình kinh hãi, vì chính hắn hôm qua đã mời gã sáng nay đến chủ phòng coi. Tên thái giám đi chợ mua đồ lật đật đến trước mặt vi tiểu bảo vấn an. Vì tiểu bảo trò và người kia hỏi, vị này là ai? Thái giám cười đáp, y là chủ tiệm bán thịt tiền hưng long ở phía Bắc Thành. Bữa nay y đặc biệt đem đến mười mấy con heo thịt đưa vào trong cung tiền lão bản liền quỳ xuống đất nhìn vi tiểu bảo dập đầu lại mấy lại rồi nói, công công là cha mẹ cho tiểu hiệu cơm ăn áo mặc. Bữa này mới có duyên được bái kiến công công thật là tổ tiên họ tiền đã tu nhân tích đức nhiều lắm. Vi tiểu bảo cười nói, ông bạn đứng dậy đi, bất tất phải đa lễ. Rồi gã tự hỏi, thằng cha này trà trộn vào cung định mưu đồ chuyện gì? Sao hắn không nói cho mình biết trước? Lão họ tiền đứng dậy Nét mặt vui tươi nói: "Các vị công công ở trong cung đã tác thành việc buôn bán cho tiểu hiệu. Tiểu hiệu tính giá tiền đặc biệt, có thể nói là không ăn lãi đồng nào. Chỉ mổ lợn giúp hoàng thượng, hoàng thái hậu, công chúa cùng đại thần đã là hãnh diện lắm rồi." Khi mọi người nghe nói tiểu hiệu cung cấp thịt cho cả đức hoàng thượng dùng thì tự nhiên thịt heo của tiểu hiệu tuyệt nhất thiên hạ, không còn nhà nào sánh kịp. Vì thế mà tiệm tiền hưng lòng từ ngày cung cấp thịt heo vào cung tới nay mới hơn một năm việc buôn bán đã tiến bộ rất nhiều. Đó toàn là nhờ ở công đức tài bồi của mấy vị công công. Hắn vừa nói vừa vấn an luôn miệng, vì tiểu bảo gật đầu cười nói, thế thì nhất định ông bạn phát tài giữ. Người kia nói, nhờ hồng phúc của các vị công công, hắn móc trong bọc ra ba tấm ngân phiếu rồi cười hì hì nói, một chút nhỏ mọn này không đủ tỏ lòng thành kính, xin công công thu nạp để thưởng cho mọi người hắn vừa nói vừa cầm ngân phiếu vào hai tay đưa lên cho Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo đón lấy coi thì mỗi tấm ngân phiếu là 500 lạng, cộng 1.500 lạng. Chính là số bạc mà bữa trước Vi Tiểu Bảo đã giao cho bọn cao ngạn siêu để họ chia nhau. Vi Tiểu Bảo còn đang ngơ ngác thì thấy tiền lão bản trũng môi trò về phía tên thái giám phụ trách việc mua bán thức ăn. Vi Tiểu Bảo hiểu ý hắn liền cười nói tiền lão bản hà tất phải khách sáo như vậy gã giao ba tấm ngân phiếu cho tên thái giám kia và cười nói, lòng thành của tiền lão bản, các vị đem chia nhau, bế tất phải chia cho ta. Bọn thái giám trong chủ phòng thấy số bạc 1.500 lạng đều mừng rỡ vô cùng, nên biết những người nhà buôn cung cấp thịt heo, thịt bò, gà vịt, cá mú cùng rau cỏ vào trong cung gặp những ngày lễ tiết trong năm có đưa nhiều lắm là 4-500 lạng bạc, làm tiền lễ thì viên thái giám đưa đến thượng thiện giám đã chia lấy phán nửa trước còn bao nhiêu mới phân phát cho chúng. Bây giờ họ thấy số bạc nhiều mà vi tiểu bảo lại tuyên bố không lấy, mọi người chia nhau được món hoạnh tài khá lớn. Tên thái giám chuyên trách sắm sửa món ăn lại là người rất hiểu việc. Hắn nghĩ bụng dù Quế công công miệng nói không lấy, nhưng y cầm đầu bọn mình có lý nào lại khiết nhiên được. Vậy lúc chia tiền mình nên dành một phần lớn nhất đưa cho y giữ. Tiền lão bản nói, Quế công công, công công thể tất cho vị cộng sự như vậy thật hiếm có. Nhưng công công không thu lễ thì tiểu nhân khó nỗi yên lòng Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp Bây giờ xin thế này Tiểu hiệu nuôi được hai con phục linh hoa điêu chư quý giá vô ngần Chờ lúc nữa mổ heo rồi xin kính dâng một con cho Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng Còn một con khiêng vào phòng quế công công Xin công công nhận cho Vì tiểu bảo hỏi Phục linh điêu hoa chư là cái gì Cái tên cổ quái này ta chưa từng nghe thấy Tiền lão bản đáp đó là một bí pháp tổ truyền của tiểu hiệu lựa một giống heo thật tốt sau khi hết bú rồi nó được nuôi bằng cả phục linh đẳng sâm và nhiều thứ thuốc bổ rất quý ngoài những chất thuốc bổ còn cho ăn trứng gà uống rượu hoa điêu lão tử hắn chưa dứt lời bọn thái giám đã cười ồ lên đồng thanh hỏi làm gì có cách nuôi heo như vậy nếu thế thì nuôi được con heo mập há chẳng tốn kém đến mấy trăm lạng bạc tiền lão bản đáp tiền bạc dĩ nhiên không phải là ít nhưng cái khó là ở chỗ hao tốn tâm huyết cùng công phu vì tiểu bảo nói được rồi con heo kỳ dị như vậy đê nhiên phải nếm cho biết mùi tiền lão bản hỏi không hiểu chiều hôm nay quế công công được dành vào giờ nào để tiểu nhân đúng giờ đưa tới vì tiểu bảo nghĩ bụng mình ra khỏi ngự thư phòng vào khoảng đầu giờ thân liền đáp ông bạn đưa tới vào khoảng cuối giờ mùi đầu giờ thân tiền lão bản vâng dạ luôn miệng lại vấn an mấy lần nữa Tên thái giám kia nói, quế công công, khi công công gặp hoàng thượng không nên nhắc tới vụ này. Vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi, tại sao vậy, tên thái giám kia đáp theo luật lệ trong công thì những thực vật kỳ dĩ hiểu quyết không nên dâng lên hoàng thái hậu, hoàng thượng cùng công chúa. Nếu các vị ăn vào mà xảy ra chuyện gì thì có bao nhiêu đầu cũng rớt hết. Vì tiểu bảo nói, đúng thế, tên thái giám kia lại nói, hoàng thượng còn nhỏ tuổi nặng tính hiếu kỳ. Nếu ngài bảo lấy cho nếm thử thì chúng ta là kẻ nô tài phải hưng mối quan hệ rất lớn. Và lại thứ thịt heo này nuôi vất vả lắm, đâu phải chuyện dễ kiếm. Nếu Hoàng thượng sơi vừa miệng, hạ chỉ cho bọn ngự trù phòng phải cung phụng hàng ngày thì chỉ có nước là chịu chết. Vì tiểu bảo cười ha hả nói, ông bạn nghĩ vậy thật chu đáo. Tên thái giám kia nói, đó là quy củ trong thượng thiện phòng trước nay như vậy những hoa tươi quả lạ cũng không được dâng hoàng thượng và thái hậu dùng. Vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi, hoa quả rau đậu tươi đậu mùa mà không kính dâng, chẳng lẽ để cách đêm rồi mới dâng hay sao? Tuy gã cầm đầu thượng thiện giám mấy tháng rồi mà công việc bếp nước gã chưa từng để tâm đến. Thái giám chuyên biệt cười đáp, kính dâng hoa quả rau đậu quá mùa hay cách đêm thì nhất định không dám rồi. Nhưng trong một năm chỉ có vài tháng là có hoa quả, chúng ta đành chịu không dám cung phụng vì sợ hoàng thượng ăn thấy ngon miệng, trời mùa hạ lại đòi sơi măng mùa đông hay mùa đông lại đòi rau đậu mùa hạ là chúng ta chết giáo. Vì tiểu bảo cười nói, hoàng thái hậu cùng hoàng thượng là bậc thánh minh khi nào lại đòi những chuyện oái oăm như vậy. Thái giám chuyên biệt run lên vội đáp, dạ, giả, dạ, thái hậu và hoàng thượng là bậc thánh minh không đòi hỏi như vậy. Thuộc hạ nghe nói đây là quy củ từ đời nhà minh còn để lại. Đức hoàng thượng nhà đại thanh chúng ta thông tình đạt lý chúng ta là bọn nô tài làm việc dễ hơn nhiều. Hắn ngấm ngầm kinh hãi, trong lòng rất hối hận về mấy câu nói trước. Vì tiểu bảo trầu hầu vua khang hy xong ở ngự thư phòng ra lại đến ngự trù phòng ngay. Chẳng bao lâu tiền lão bản dẫn bốn tên gia nhân khiêng hai con heo thật béo ngổ rất sạch sẽ rồi. Mỗi con nặng tới 300 cân, tiền lão bản vấn an vi tiểu bảo rồi nói, quế công công, lão nhân ra mỗi sáng sớm dậy sơi một ít phục linh hoa điêu chư rất là bổ ích nướng rồi ăn ngay càng tốt. Tiểu nhân đưa một con heo vào trong phòng lão nhân ra để sáng sớm mai lão nhân ra xẻo thịt nướng ăn. Nếu ăn không hết thì bảo nhà bếp ướp muối để dành. Vì tiểu bảo biết hắn có ý gì đây liền đá, ông bản suy nghĩ thật chu đáo. Ông bạn hãy đi theo ta. Tiền lão bản đưa một con heo nhãn nhụi để lại nhà bếp, còn con nữa sai khiêng vào phòng vi tiểu bảo. Chỗ ở của quản sự thái giám ngay bên cạnh nhà bếp. Sau khi khiêng con heo vào phòng rồi vì tiểu bảo sai một tên tiểu thái giám dẫn hai hán từ khiêng heo đến chu phòng ngồi chờ. Ba người đi rồi, gã liền khép cửa lại, tiền lão bản khẽ hỏi, vì hương chủ, trong nhà còn người nào khác nữa không? Vì tiểu bảo lắc đầu, tiền lão bản cúi xuống khẽ lật con heo lên thì thấy chỗ ngổ bụng có dán ngang mấy miếng da dê để che kín chỗ hở. Vì tiểu báo nghĩ thầm, trong bụng con heo này, tất có dấu vật gì cổ quái, như binh khí chẳng hạn phải chăng thiên địa hội muốn giết người, đại náo hoàng cung? Gã nghĩ tới chuyện này bất giác chống ngực đánh hơn chống làng. Quả nhiên gã thấy tiền lão bản bóc mấy miếng da heo ra. Hai tay hắn khẽ mở bụng heo, ôm ra một bọc to tướng. Vì tiểu bảo khẽ bật lên tiếng la hoảng, trời ơi, nguyên lão tiền đưa một người ở bụng heo ra. Người này thân hình bé nhỏ gầy nhom, đầu để tóc dài. Nguyên là một cô bé cỡ 13, 14 tuổi, mình mặc áo mỏng dính. Hai mắt nhắm nghiền, người không nhúc nhích, chỉ có trước ngực khẽ nhô lên tụt xuống vì hô hấp. Vì tiểu bảo rất lấy làm kỳ lạ hạ thấp giọng xuống hỏi, vị tiểu cô nương này là ai? Ông bản đem y vào đây làm chi? Tiền lão bản đáp đây là quận chúa ở Mộc Vương Phủ. Vì tiểu bảo lại càng kinh hãi hơn, dương mắt lên hỏi, quận chúa ở Mộc Vương Phủ ư? Tiền lão bản đáp phải rồi, y là em gái của tiểu vương gia trong Mộc Vương Phủ bọn họ bắt từ đại ca đem đi, nên bọn ta bắt quận chúa nương nương này làm con tin, khiến họ không dám động đến một sợi lông của từ đại ca. Vì tiểu bao vừa kinh hãi vừa mừng thầm hỏi, diệu kế chân diệu kế, các vị làm thế nào mà bắt được y? Tiền lão bản đáp, hôm qua vi hương chủ cùng chúng vị ca ca đến ngõ dương liễu lý luận với họ, thuộc hạ ở lại hồi xuân đường canh giữ thì được tin con trai tên đại hán gian ngô tam quế là ngô ứng hùng đến kinh thành. Vì tiểu bảo tự hỏi sao lại dính líu đến con ngô tam quế. Tiền lão bản nói tiếp sau lại được tin tiểu vương gia ở mộc vương phủ thân tự thống lãnh một đoàn hào thủ trong vương phủ theo đến kinh thành. Vì tiểu bảo gật đầu hỏi phải chăng họ muốn hành thích tên tiểu hán gian họ ngô. Tiền lão bản đáp đúng thế nhưng tên tiểu hán gian này phòng bị rất nghiêm mật. Bên mình gã có nhiều ai cao thủ võ công bảo vệ. Muốn giết gã không phải chuyện dễ hắn ngừng lại một chút rồi tiếp, sau khi thuộc hạ được tin này lập tức hành động ngay. Thuộc hạ đến chỗ ở mọi người trong mộc vương phủ thì họ đều vắng nhà. Chắc là họ đi hạ thủ tên tiểu hán gian kia, chỉ có con nha đầu này và hai người đàn bà nữa ở nhà. Thật là một cơ hội hiếm có, vì tiểu bảo hỏi, thế rồi ông bạn tiện tay dắt bò, bắt thị đem về phải không? Tiền lão bản mỉm cười đáp, đúng thế vị tiểu cô nương này tuy còn nhỏ tuổi nhưng mục vương phủ quý cô khác nào chim phượng hoàng chỉ cần sao nắm tiểu quận chúa trong tay chúng ta là từ đại ca yên như núi thái sơn không sợ bọn họ hành hạ y mà phải đối đãi một cách ân cần vì tiểu bảo nói tiền đại ca vậy công lao của đại ca thật lớn vô cùng tiền lão bản đáp việc này không lớn mà cũng không nhỏ xin vi hương chủ phát lạc vì tiểu bảo trầm ngâm rồi hỏi tiền đại ca tính sao bây giờ Tuy gã ở với người thiên địa hội mới một thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đã đo được lòng dạ bọn họ. Bọn người này ngoài miệng tôn xưng gã là hương chủ, việc gì cũng bảo là vi hương chủ chỉ thị làm thế này thế nọ, mà thực ra trong lòng họ đã có chủ ý, chỉ mong sao chủ ý của họ được gã tán đồng là sau này chốt hết những mối căn hệ trong đại lên đầu gã. Vì tiểu bảo nhắc lại câu hỏi, tiền đại ca bảo nên làm thế nào? tiền lão bản đáp hiện giờ chỉ cần một nơi giấu kính tiểu quận chúa đừng để người trong mộc vương phủ tìm thấy chuyến này mộc ra đến kinh thành với một số người đông đảo tiểu vương gia họ mộc cầm đầu bốn nhà lưu bạch phương tô đều theo đến cả hiện giờ bọn chúng đang sục tìm trong thành bắc kinh một cách giáo diết mỗi nơi có vết chân người thiên địa hội chúng ta nhất định bị họ theo dõi rất gắt gao e rằng mình có đánh một phát trung tiện bọn người trong mộc vương phủ cũng nghe thấy vì tiểu bảo bật tiếng cười khúc khích, gã lấy làm thích thú về cách ăn nói của tiền lão bản hợp với tỉ vị của gã. Gã niềm nở nói, tiền đại ca, chúng ta hãy ngồi xuống đây thùng thẳng bàn luận. Tiền lão bản đáp, dạ, dạ, đa tạ hương chủ, lão ngồi xuống ghế nói tiếp thuộc hạ dấu tiểu quận chúa vào bụng heo đưa tới cung. Một là để che giấu bọn thị vệ trong cung khỏi sục sạo tìm kiếm, hai là bưng mắt mọi người trong mục vương phù trong bọn thủ hạ mộc vương gia có mấy nhân vật rất lợi hại nên cần phải đề phòng cẩn thận nhưng không giấu tiểu quận chúa trong hoàng cung thì e rằng lúc này không chừng bị bọn họ đoạt về mất rồi vì tiểu bảo hỏi tiền đại ca bảo giấu tiểu quận chúa trong hoàng cung ư tiền lão bản đáp thuộc hạ không dám nói thế nhất thiết mọi việc hoàn toàn ở nơi vi hương chủ quyết định việc giấu tiểu quận chúa ở hoàng cung đương nhiên là một nơi ổn thỏa hơn hết khắp thiên hạ không có chỗ nào bằng bọn cao thủ của mộc vương phủ dù nhiều đến đâu cũng không địch lại bọn thị vệ trong đại nội tiểu quận chúa ở trong hoàng cung thì đừng nói bọn chúng quyết không nghĩ tới điều tra không ra manh mối dù chúng có biết chăng nữa cũng chẳng đủ lực lượng xông vào hoàng cung để cứu nàng ra nếu bọn chúng xông vào hoàng cung cứu được tiểu quận chúa đêm ra thì cả đến tiểu hoàng đế thát đát chúng cũng có thể cột cổ lôi đi trong thiên hạ chẳng bao giờ có chuyện thế được có điều thuộc hạ lớn mật, làm càn thiện tiện đem tiểu quận chúa vào cung là gây cho vi hương chủ không biết bao nhiêu nguy hiểm cùng phiền phức. Thật là tội đáng muôn thác, vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng, hắn đem người đưa vào đây rồi còn nói tội đáng chết thì đã chết đâu. Giấu tiểu quận chúa trong cung quả là diệu kế, người Mộc Vương phủ một là không nghĩ tới, hai là cứu không nổi. Hắn đã lớn mật, làm càn chẳng lẽ vì tiểu bảo này lại nhỏ mật hơn hắn? gã liền cười đáp, mưu kế của tiền đại ca hay đấy, vậy cứ giấu tiểu quận chúa trong này là xong. Tiền lão bản hớn hở nói, dạ, dạ, vì hương chủ đã dạy cho việc này làm được thì nhất định là được rồi. Thuộc hạ còn nghĩ rằng, sau này công việc kết liễu tiểu quận chúa sẽ trả về cho họ. Bọn họ biết quận chúa nương nương trong những ngày này chú ngủ tại Hoàng Cung là không làm nhục đến địa vị quận chúa. Bằng nhốt tiểu quận chúa ở dưới hầm nhà tên Đồ Tể để quận chúa người mùi máu bò, máu heo tanh hôi thì không khỏi đối đãi với người tôn cao một cách quá đáng. Vì tiểu bảo cười nói, hàng ngày nuôi tiểu quận chúa bằng phục linh, đằng sâm và hột gà là chu đáo lắm rồi. Tiền lão bản cười khành khạch nói, hơn nữa, tiểu quận chúa tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng là một cô gái mà để ở với bọn đàn ông thối tha như thuộc hạ thì có điều trở ngại cho thanh danh của nàng. Còn nàng ở với vi hương chủ, thì, không sao. Vì tiểu bảo ngơ ngác hỏi, tại sao vậy? Tiền lão bản ấp úng đáp, hương chủ cũng còn nhỏ tuổi, huống chi, huống chi làm việc ở trong nội cung, dĩ nhiên, dĩ nhiên là không có, cái gì? Gã ấp 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 úng không biết nói thế nào, vì không phải là chuyện có thể nói huyệt tuệt ra được. Hồi 39, vì tiểu bảo lần mò huyệt đạo, vì tiểu bảo thấy tiền lão bản ra chiều bẽn lẽn, gã ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu chuyện miệng lẩm bẩm té ra hắn cho mình là thái giám thì đem tiểu quận chúa giao cho mình trông coi không ngại gì đến tiếng thanh bạch của thị nguyên gã không phải là thái giám thực sự nên phải nghĩ một lúc mới hiểu bằng không tiền lão bản chỉ hở ra một câu đầu là gã biết ngay nên biết trong thiên địa hội chỉ mình cận nam đã sờ vào người gã nên hiểu gã không phải là thái giám cả đến mao thập bát cũng cho là gã bị hoạn rồi bắt buộc phải xung chức tiểu thái giám hắn còn hối hận không thể bảo vệ chu toàn cho gã, cứu gã ra khỏi hoàng cung để gã bị liên lụy thành phế nhân. mỗi lúc hắn nghĩ tới nghĩa vụ này lại tự thẹn với mình. tiền lão bản lại nói lúc thuộc hạ đem tiểu quận chúa vào trong cung trì điểm huyệt thần đường, huyệt dương cương trên lưng và huyệt thiên trụ sau gáy cô để cô không cựa cậy và nói năng gì được. khi nào vi hương chủ buông tha cho cô ăn cơm thì chỉ việc giải khai huyệt đạo cho cô nhưng hay hơn hết là điểm vào huyệt hoàng khiêu trên đùi cô để cô khỏi trốn chạy. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp bọn người trong mộc vương phủ bản lĩnh rất cao thâm, vị tiểu cô nương này tuy dường như không hiểu võ công, song cũng nên đề phòng. Vì tiểu bảo toan hỏi huyệt thần đường, huyệt hoàn khiêu là gì, ở chỗ nào, điểm làm sao, giải thế nào, nhưng gã lại nghĩ đã làm hương chủ thanh mộc đường, lại là đệ tử của tổng đà chủ mà cách điểm huyệt cùng giải huyệt cũng không hiểu, há chăng để cho bọn thuộc hạ khinh thương. Và lại đối phó với một vị tiểu cô nương chẳng có chi là khó gã liền gật đầu đáp. Tiểu đệ biết rồi, tiền lão bản nói, xin vi hương chủ cho mượn thanh đao. Vì tiểu bảo nghĩ bụng, hắn lấy đao làm chi? Tuy nhiên gã cũng rút thanh trùy thủ ở ống giày ra đưa cho tiền lão bản. Tiền lão bản đón lấy đao rạch vào lưng con heo một cái không ngờ lưỡi chùy thủ này sắc bén vô cùng, đao thịt cắt heo như cắt đậu hũ, mũi đao vừa đâm vào đã ngập tận chui. Tiền lão bản giật mình kinh hãi, cất tiếng khen, thanh đao này quý quá. Lão cắt hai miếng thịt lưng và hai đùi trước con heo rồi nói, hương chủ để lại chỗ này nướng ăn, còn bao nhiêu kêu mấy vị tiểu công công khiêng xuống bếp. Bây giờ thuộc hạ xin cáo từ, tình hình trong bàn hội thế nào, hay có việc gì cần, thuộc hạ sẽ tùy thời đến báo cáo với hương chủ vì tiểu bảo đón lấy thanh trùy thủ đáp được rồi gã quay lại ngó tiểu quận chúa nắm trên giường một cái rồi hỏi bao giờ tiền đại ca đến đón tiểu quận chúa ra gã toàn nói để cô này ở trong cung lâu ngày nguy hiểm lắm nếu có người phát giác thì thật hỏng bét nhưng gã lại nghĩ đã là anh hùng hảo hán trong thiên địa hội thì còn sợ gì nguy hiểm nếu nói như vậy là để người ta coi thường mình vì tiểu bảo nhất tâm muốn làm hảo hán nên tuy trong lòng sợ sệt mà ngoài mặt vẫn ra bộ thản nhiên như mình là bậc đại anh hùng chẳng biết sợ trời đất là gì. Tiền lão bản xuống bếp rồi, vì tiểu bảo cài then cửa lại và tra xét các ngõ thấy không còn kẽ hở nào mới ngồi xuống bên giường ngó tiểu quận chúa thì thấy cô Dương cặp mắt tròn xoe ngó ra bên giường, cô vội nhắm mắt lại, nhưng cũng đã bị vi tiểu bảo nhìn thấy rồi. Vì tiểu bảo cười nói, cô nương đã không nói được lại không thể nhúc nhích thì cứ nằm yên là hay hơn hết. Gã thấy áo cô không bị lem luốc thì nghĩ ngay đến tiền lão bản đã rửa sạch trong bụng con heo và lau chùi khô khan không còn chút huyết tích nào. Gã liền kéo chăn đắp lên người cho cô, vì tiểu bảo ngắm nghía thấy nước da tiểu quận chua trắng như tuyết, mặt không chút huyết sắc, cặp lông mày dài không ngớt rung động thì biết là cô đang khiếp sợ vô cùng. Gã liền cười tìm lời an ủi, cô nương bất tất phải sợ hãi, tại hạ không giết cô đâu, cô chỉ ở đây mấy ngày rồi sẽ thả cho cô về tiểu quận chúa lại dương mắt lên ngó gã một cái, xong nhắm lại ngay. Vì tiểu bảo lấy làm đắc ý nghĩ thầm trong Mộc vương phủ nhà cô oai phong lừng lẫy trên trốn giang hồ. Ngày trước ta đang đi đường cô bác chỉ nói mấy câu lỗi lầm với một tên gia tướng ở mộc vương phủ mà tên tiểu quỷ nhát gan mau thập bát đánh ta một trận như đòn. Còn bà nó, gã nghĩ tới đây giơ tay lên thì thấy cổ tay còn vết tròn đen tím chưa hết và hãy còn ngâm ngầm đau gã lại lẩm bẩm thằng cha bạch hàn phong chết mất người anh khí tức không nơi phát tiết gã nắm đầu xương lão ra cơ hồ muốn gãy không ngờ quận chúa nương nương ở mộc vương phủ lại lọt vào tay lão gia bây giờ lão gia muốn đánh là đánh muốn mắng là mắng quận chúa nương nương cũng không nhúc nhích được ha 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 gã nghĩ tới chỗ đắc ý không nhịn được bật lên chàng cười ha ha tiểu quận chúa nghe tiếng cười lại mở mắt ra để coi xem vì lẽ gì mà gã bật cười vì tiểu bảo cười nói, quận chúa nương nương như mi là danh giá lắm phải không? Còn bà nó, lão gia chẳng coi mi vào đâu hết, gã sấn lại tát hai cái, bốc bốc, vào hai bên má cô bé. Hai má tiểu quận chúa trắng như tuyết bị sưng lên, hai dòng lệ cô trào ra. Vì tiểu bảo quát lên, không được khóc, lão gia không cho mi khóc, là mi không được khóc. Nhưng hai dòng lệ của tiểu quận chúa càng tuôn ra nhiều hơn. Vì tiểu bảo tức quá thoá mà, còn mẹ nó quan chó đẻ, còn đờ thối tha, mi còn quật cường ư, gã lai giơ tay lên tát hai cái nữa. Đoạn gã túm tóc cô sách nửa người lên quát hỏi mi còn khóc nữa hay thôi. Tiểu quận chúa vẫn xa lệ không ngớt, vì tiểu bảo lại quát mở to mắt ra mà nhìn ta. Tiểu quận chúa hai mắt nhắm nghiền, vì tiểu bảo lại thét lên, cha cha, mi tưởng đây cũng là một vương phủ nhà mi chăng. Quân khốn kiếp, bọn gia tướng lưu, bạch, phương tôi nhà mi thì đã làm con mẹ gì một ngày kia vào tay lão gia lão gia sẽ băm vằm chúng nát ra như tương rồi gã quát hỏi mi có mở mắt ra hay không tiểu quận chúa cố hết sức nhắm chặt hơn vì tiểu bảo bỏ đầu cô xuống nói giỏi lắm mi không chịu mở mắt thì để hai cái chồng thối tha đó làm gì chi bằng lão gia khoét ra ngâm rượu gã cầm lưỡi chùy thủ để vào mắt cô lia mấy cái tiểu quận chúa toàn thân run lên cô vẫn không chịu mở mắt vì tiểu bảo không biết làm thế nào, gã nói, mi không chịu mở mắt nhưng lão gia nhất định bắt mi phải mở ra. mi đã muốn thi gan với ta thì rồi mi sẽ biết quận chúa nương nương lợi hại hay tên tiểu lưu manh, tiểu khiếu hóa như ta lợi hại. Tạm thời ta chưa khoét mắt mi vội, nếu ta khoét mắt ngay thì ra để mi thắng, vĩnh viễn không phải ngó đến ta. Ta hãy dùng lưỡi đao thích vào mặt mi, bên trái một con rùa thối tha, bên mặt một đống phân bò bao giờ những vết thích thành sẹo ta cho mi ra phố để hàng ngàn hàng vạn người bu lại coi mặt mi người ta sẽ nói đẹp quá đẹp quá tiểu mỹ nhân ở mộc vương phủ mà nửa mặt bên trái có hình con rùa nửa mặt bên phải có đống phân bò mi có mở mắt ra hay không tiểu quận chúa toàn thân không nhúc nhích chỉ có cặp mắt là tự ý mở ra hay nhắm lại được cô nghe vi tiểu bảo nói vậy càng nhắm mắt chặt hơn vì tiểu bảo tự nói một mình, té ra con đợi này chả lo mặt mình không đẹp, nên muốn ta khắc mấy chữ vào mặt. Được lắm, trước hết ta hãy khắc một con rùa. Gã mở ngập bàn lấy nhiên mài mực và bút lông ra. Bút nhiên này đều là đồ dùng của hải lão công để lại. Vì tiểu bảo từ nhỏ tới lớn chưa từng sờ đến bút. Bây giờ gã cầm bút cũng như cầm đũa. Gã giơ bút lên vẽ và nửa mặt bên trái tiểu quận chúa một con rùa. Tiểu Quận chúa nước mắt đầm đìa chảy vào con rùa mực thành một vết đen xì. Vì Tiểu Bảo nói trước hết ta hãy dùng bút vẽ hình rồi sẽ lấy mũi dao khắc vào như người ta khắc chữ vậy. Phải phải, Quận chúa nương nương, khi nào tài hạ khắc xong sẽ đưa Quận chúa nương nương đến đường phố lớn cổng thành Trường An mà gieo lên. Khách quan nào muốn in hình con rùa cứ ba đồng một tấm vào đây mà in. Ta chỉ phải dùng mực đen quét lên mặt mi là lại có người trả cho ba đồng ta lấy giấy trắng in vào mặt mi là thành ngay hình con rùa, màu lẹ quá mà. Một ngày ta in trăm tấm được ba trăm đồng tiền là đủ ăn xài. Gã miệng nói ba hoa, mắt không ngớt nhìn trộm gương mặt tiểu quận chúa thì thấy cặp lông mày của cô không ngớt rung động. Hiển nhiên cô vừa phẫn nộ lại vừa khiếp sợ, vì tiểu bảo càng lấy làm đắc ý, gã vừa cười vừa nói, hư, nửa mặt bên phải mà khắc đống phân bò thì làm sao lấy được tiền trên đời làm gì có người bỏ tiền ra mua đống phân bò. Gã ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp chi bằng ta khắc con heo vừa mập vừa ngu dốt thì chắc là lợi to. Gã cầm bút dơ lên vẽ loạn xả vào nửa mặt bên phải một hồi. Gã vẽ một vật gì có bốn chân và một cái đuôi. Nó không ra con mèo mà cũng chẳng giống con chó. Vì tiểu bảo đặt bút lông xuống, lấy một con dao bạc cầm tay dùng đế gã đặt mũi dao vào má bên trái tiểu quận chúa rồi lớn tiếng quát mi mà còn bướng bỉnh không chịu mở mắt là ta khắc vào mặt mi đó tiểu quận chúa nước mắt tuôn ra như suối cô vẫn không chịu mở mắt vì tiểu bảo không biết làm thế nào chẳng lẽ lại chịu thua gã dựa mũi dao nhẹ nhàng trên mặt tiểu quận chúa vạch lui vạch tới con dao này rất cun da mặt tiểu quận chúa còn non như vậy mà cũng không làm tổn thương chút nào có điều tiểu quận chúa khiếp sợ quá Cô cho rằng tên tiểu ác nhân này dùng dao rạch mặt cô thật. Cô vất quá ngất xỉu, vì tiểu bảo thấy tiểu quận chúa sắc mặt có điều khác lạ thì sợ cô bị mình hăm dọa bỏ vía chết rồi. Gã giật mình kinh hãi vội đưa tay lên sờ mũi thấy cô hãy còn hô hấp, lại cất tiếng mắng, còn đợi thối tha này giả chết. Gã nghĩ thầm trong bụng, thị dù chết cũng không chịu mở mắt, chẳng lẽ ta chịu thua thị ư? Đã thế thì quyết thi gan, vì tiểu bảo nhất định không chịu hàng phục gã lấy tấm khăn ướt lau mực trên mặt tiểu quận chúa và phải lau đến ba lần mới sạch hết. Vì tiểu bảo thấy lông mi của tiểu quận chúa thưa mà dài. Cô lại miệng nhỏ mũi ngay, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, bất giác miệng lẩm bẩm ngươi là một vị quận chúa. Chắc trong thâm tâm coi một tên tiểu thái giám như ta không vào đâu, ta cũng coi ngươi tầm thường, chẳng hóa ra ở vào thế rằng co. Sau một lúc, tiểu quận chúa từ từ tỉnh lại mở mắt ra thì thấy cặp mắt của tiểu bảo đang trợn lên nhìn mình một cách hung dữ. Cô không khỏi giật mình kinh hãi vội nhắm mắt lại ngay. Vì tiểu bảo cười ha hà hỏi, rút cục người phải mở mắt ra nhìn lão ra rồi. Thế là lão ra đã toàn thắng, phải vậy không? Gã cho là mình thắng trận thì trong lòng cao hứng. Có điều tiểu quận chúa không nói năng được, khiến gã giảm bớt một phần hứng thú. Muốn cho tiểu quận chúa thốt lên lời thì cần phải giải huyệt gã liền nói ngươi bị điểm huyệt nếu không giải khai thì chẳng thể ăn uống được và ngươi sẽ chết đói ta muốn giải huyệt cho ngươi mà không biết cách trước kia ta đã học rồi nhưng bây giờ quên hết ngươi có hiểu không nếu không hiểu thì chỉ còn cách nằm chơi như xác chết đừng có nhúc nhích bây giờ ngươi muốn giải khai huyệt đạo thì hãy nháy mắt ba cái để ta coi xem gã nhìn tiểu quận chúa không chớp mắt thấy nàng ban đầu nằm yên không nhúc nhích một lát sau đột nhiên cô nháy mắt luôn ba cái. Vì tiểu bảo cả mừng nói, trước ta tưởng những người trong mộc vương phủ đã ở họ mộc thì tên nào cũng chơi như khúc gỗ, ngớ ngẩn chẳng biết gì. Té ra khúc gỗ nhỏ này lại biết giải huyệt, vì tiểu bảo ôm quận chúa lên ngồi xuống ghế nói, ngươi hãy nhìn vào mặt ta, ta đưa ngón tay chỉ vào các bộ vị trong mình ngươi nếu chỗ nào đúng là bị điểm thì nháy mắt luôn ba cái. Bằng chỉ không trúng thì cứ dương mắt thao láo ra và không được cử động ta cứ thế tìm kiếm bộ vị những huyệt đạo mà giải khai cho ngươi. Ngươi có hiểu không, nếu hiểu thì nháy mắt ba cái, tiểu quận chúa liền nháy mắt ba cái. Vì tiểu bảo gật đầu nói, hay lắm, bây giờ ta bắt đầu giải khai huyệt đạo cho ngươi. Vì tiểu bảo tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã tinh nghịch ngay từ thuở bé. Gã giơ tay ra chỉ vào mẹ hữu trước ngực tiểu quận chúa hỏi, có phải chỗ này không? Tiểu quận chúa mặt đỏ bừng lên, cô dương mắt lên thật lớn không dám chớp vì tiểu bảo lại trò vào ngực trái cô hỏi có phải chỗ này không? Mặt tiểu quận chúa càng đỏ hơn, mắt cô dương quá lâu không chịu nổi phải chớp một cái. Vì tiểu bảo lớn tiếng reo, a ha, chỗ này rồi, tiểu quận chúa vội dương mắt lên, cô vừa bối rối vừa thẹn thò không bút nào tả xiết. Hai người đều lối 14, 15 tuổi, về mối tình nam nữ nửa hiểu nửa không. Nhưng con gái thì biết sự đời sớm hơn còn vi tiểu bảo sinh trưởng trong lầu hồng kỹ viện, hàng ngày thấy những cử chỉ phóng túng của làng chơi gái điếm. Tuy gã chưa rõ ý nghĩa nhưng cũng biết hành động này không ổn chút nào. Vì tiểu bảo thấy tiểu quận chúa bối rối thì nhơn nhơn đắc ý, gã cảm thấy trận đòn ngày trước trên đường Tô Bắc và một phen nhục nhã ở hẻm Dương Liễu bữa trước bây giờ trả được thù. Tuy vì tiểu bảo không có ý khinh bạc, nhưng bản tính lại thích tinh nghịch. Gã trỏ vào khắp nơi trong mình tiểu quận chúa. Tội nghiệp cho cô bé phải cố gắng dương mắt lên không dám chớp nháy vì cô sợ chớp bừa bãi là hỏng việc lớn. Con người ta khó nhẫn nại nhất là dương mắt lên không dám chớp. Chẳng bao lâu mũi cô đã toát mồ hôi lấm tấm. May sao vi tiểu bảo chỉ tay xuống dưới nách bên tả. Đúng là chỗ huyệt đạo cần được giải khai. Tiểu quận chúa vội nháy mắt ba cái rồi trong lòng thư thái. Cô thở phào một cái. Vì tiểu bảo nói, ha ha, đúng là chỗ này rồi có phải lão gia không biết đâu, chẳng hiểu vì lẽ gì mà trong lúc nhất thời lại quên đi mất. Gã nghĩ bụng, sau khi giải huyệt đảo cho thị rồi mình không hiểu võ công con tiểu nha đầu này ra sao. Biết đâu thị chẳng vung tay đánh người, ta cần phải đề phòng mới được. Gã quay lại lấy hai sợi dây lưng cột hai chân tiểu quận chúa. Gã còn cột hai tay cô vào thành ghế cho cẩn thận. Tiểu quận chúa thấy vi tiểu bảo cột mình vào lưng ghế, cô không hiểu gã định hành hạ cô bằng cách nào nữa cô liền lộ vẻ cực kỳ kinh hãi. Vì tiểu bảo cười hỏi, người sợ ta rồi phải không? Người đã sợ lão gia thì để lão gia giải khai huyệt đạo cho. Gã đưa tay vào dưới nách bên tà tiểu quận chúa mấy cái. Tiểu quận chúa sợ nhất bị nhột làm cho ngứa ngáy. Vì tiểu bảo giải như vậy lập tức cô cảm thấy ngứa ngáy một cách kỳ khôi cơ hồ chịu không nổi. Nhưng cô không tài nào nhúc nhích được, mặt cô đỏ bừng lên. Vì tiểu bảo nói điểm huyệt và giải huyệt ta coi là trò đùa, có điều dạo này ta bận việc quá chừng, không để tâm đến những chuyện nhỏ mọn thành ra quên mất ít nhiều. Có phải giải khai thế này không? Gã nói rồi dịu ngón tay mấy cái vào nách tiểu quận chúa. Tiểu quận chúa lại càng ngứa hơn, nghĩ thầm, thằng lòi này chẳng biết giải huyệt thế nào chỉ ba hoa xích đế, nói khoác nói láo. Giải khai huyệt đạo đâu có phải gãi ngoài ra hay rụi vào mình người ta thế này. Vì tiểu bảo nói đây là thủ pháp giải huyệt tối thượng tối cao thâm, thủ pháp thượng thẳng chỉ khi nào giải khai huyệt đạo cho nhân vật thượng đăng mới dùng đến. Còn lỏi này không phải là nhân vật thượng đẳng thì sử dụng thủ pháp bậc nhất vào mình ngươi không ăn thua gì hết. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp thôi được, để ta thử dùng thủ pháp hạng nhì xem sao. Gã thỏ tay đâm vào dưới nách tiểu quận chúa mấy cái. Tiểu quận chúa vừa đau vừa ngứa không chịu nổi, hai hàng nước mắt tuôn ra như suối vì tiểu bảo nói ô hay thủ pháp hạng nhì cũng không được nghĩa là làm sao mình phải dùng đến thủ pháp thứ ba với con tiểu nha đầu chắc không còn cách nào rồi lão gia đành sử dụng đến thủ pháp hạng ba vậy gã xòe ngàn tay ra đập liên hồi vào nách tiểu quận chúa mà vẫn không thấy công hiệu nên biết điểm huyệt là công phu thượng thừa trong võ học người đã có căn bản rất chắc chắn về võ công cũng cần phải minh sư chỉ điểm và phải khổ công rèn luyện mấy năm trời mới thành tựu Giải huyệt và điểm huyệt là một việc gồm hai mặt. Có biết điểm huyệt mới giải huyệt được. Không những cần nhận đúng huyệt đạo mà ngón tay phải nhà nội kình vừa cương vừa nhu mớp phong tỏa được huyệt đạo đối phương hay giải khai huyệt đạo cho họ. Võ công của vi tiểu bảo vốn dĩ tầm thường. Phép điểm huyệt giải huyệt gã chưa từng luyện qua. Bây giờ gã cứ nắn bóp loạn xả thì giải khai huyệt đạo cho tiểu quận chúa thế nào được. Đập không được gã liền đổi sang bấu véo. Bấu véo không xong gã đành đổi làm chụp tiểu quận chúa vừa bực tức vừa bồn chồn không chịu nổi lại chảy nước mắt. Hiện giờ vi tiểu bảo không phải có ý hành hạ cô, nhưng gã cuống quýt hồi lâu chưa giải khai được huyệt đạo không khỏi bẽ bàng. Gã thẹn quá hóa giận nói, lão gia đã biến đổi thủ pháp đến bậc thứ tám với con chó đẻ này cũng chẳng ít gì. Không lẽ người là con tiểu nha đầu vào hạng thứ chín? Người nên biết một nhân vật có địa vị cao cả có lai lịch lớn lao như vi tiểu bào này thì làm sao mà sử dụng đến võ công hạng bét được. Xem chừng bọn mộc vương phủ chúng bay toàn là hạng đốn mạt ngu ngốc, không còn biết một tí gì. Ta nói cho ngươi hay, bây giờ ta đành gác bỏ không nghĩ đến địa vị tôn cao của mình sử dụng đến võ công hạng chín nữa là cùng. Gã liền co ngón tay giữa lại, bấm ngón tay cái vào nách tiểu quận chúa rồi hết sức bật mạnh. Gã vừa bật tay vừa nói đây là thủ pháp đàn miên hoa đàn miên hoa, miên hoa xuống, sao hắc đầu, hắc đầu tiêu, bán hồ tiêu, hồ tiêu lạt, khởi bảo tháp, bảo tháp tiêm, xung phá thiên. Thiên lạc vũ, địa hoạt thát, hoạt đến cả họ mộc nhà mi, mộc hồi đầu, mộc não, đầu chó óc chó, ông bà ông vải, ông tổ ông tiên 18 đời nhà mi. Gã đọc huyên thuyên một, chẳng ra nghĩa lý gì hết, cứ đọc mỗi câu là lại bật ngón tay một cái. Vì tiểu bảo bật mười mấy cái liền, bỗng thấy tiểu quận chúa, ối, một tiếng rồi khóc quả lên. Vì tiểu bảo mừng vô cùng, gã nhảy trồm trồm cười nói, ta đã bảo ma, con tiểu nha đầu này ở mộc vương phủ đúng là cái quái gì ở bậc thứ 9 nên phải dùng võ công hạng chín mới xong. Tiểu quận chúa vừa khóc vừa cãi, chính ngươi, mới là, hạng thứ 9, thanh âm cô vừa trong trèo vừa dịu dàng, đúng là giọng nói của người Vân Nam, nghe rất lọt tai vì tiểu bảo bóp cổ bóc họng bắt trước giọng cô lập lại. Ngươi, ngươi mới là, hạng thứ chín, rồi gã nổi lên chàng cười hô hố. Nguyên vi tiểu bảo bật ngón tay loạn xả, búng bừa búng bãi thế nào lại trúng vào huyệt dịch nguyên dưới nách tiểu quận chúa. Huyệt dịch nguyên thuộc về túc thiếu dương đầm kinh ở phía dưới cách nách ba tấc. Những huyệt đảo của con người ở bộ đầu như huyệt thánh hội, tỳ không trúc, dương bạch, lâm khắp đều thuộc về kinh mạch này vì tiểu bảo hết sức bật mạnh vào huyệt dịch nguyên tiểu quận chúa mười mấy cái. Những huyệt ở bộ đầu được giải khai lập tức cô nói được ngay không bị ngăn trở gì nữa. Hồi 40, tấm dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường, vì tiểu bảo giải khai được cho tiểu quận chúa rồi vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu nỗi cửu hận đối với mộc vương phủ tiêu tan đến phân nửa. Gã nói, ta đói bụng rồi thì chắc ngươi cũng không còn no được. Vậy ta hãy ăn chút gì đã nguyên gã là người hay ăn uống lại đứng đầu thượng thiện giáng. Bọn thái giám thủ hạ hết sức chiều nịnh gã. Hàng ngày chúng dặn bọn nhà bếp có những món gì mới lạ đều đưa lên cho gã. Ấy là chưa kể hàng ngày gã đi chơi trên đường phố hay ra chợ mà thấy kẹo bánh là mua liền. Trong phòng gã nào bình, nào hộp, nào giỏ tre, không biết bao nhiêu mà kể. Cái nào cũng đựng thực vật, nên biết một đứa nhỏ mười mấy tuổi trong tay cầm mấy chục vạn lạng bạc mà lại thích xài tiền như rác thì không nào không sắm thức ăn. Vì tiểu bảo lấy bánh điểm tâm ra nói, đây là bánh đậu xanh mai côi, ngươi ăn thử một tấm coi, tiểu quận chúa lắc đầu. Vì tiểu bảo lại lấy hộp khác mở ra nói, đây là huyền đậu hoàn ở thành Bắc Kinh, tỉnh Vân Nam nhà ngươi nhất định không có. Ngươi hãy nếm thử đi, tiểu quận chúa lại lắc đầu vì tiểu bảo muốn khoe khoang liền đem các thứ kẹo mứt bầy ra đầy bàn hỏi ngươi thử coi xem ta có nhiều thức ăn không dù ngươi là quận chúa ở vương phủ ta e rằng ngươi chưa từng được ăn nhiều điểm tâm đến thế bao giờ nếu ngươi không ưa của ngọt thì thử nếm thứ bánh rán của bọn đầu bếp ở đây vừa thơm vừa giòn thật là trên đời hiếm có cả đức hoàng thượng cũng thích sơi ngươi ăn thử một miếng đi ta chắc là ngươi sẽ khoái lắm tiểu quận chúa chỉ lắc đầu quầy quậy vì tiểu bảo lại tiếp tục lấy ra bảy tám thứ bánh thượng hào để như mùi mà tiểu quận chúa cứ một mực lắc đầu hoài. Vì tiểu bảo không nhịn được nữa, khí tức sông lên, liền buông lời thoá mà còn đợi thối tha này cái miệng ngươi thật là lắm chuyện. Cái này ngươi không ăn, cái kia cũng không ăn, vậy ngươi ăn cái gì bây giờ? Tiểu quận chúa đáp ta, ta không thèm ăn gì hết. Cô nói mấy câu này lại nức nở rồi khóc quả lên. Vì tiểu bảo thấy cô khóc lóc thì lòng lại nhũn ra, nói như người năn nỉ, người không ăn chút gì chịu chết đói hay sao? Tiểu quận chúa hằn học đáp chẳng thà, ta chịu chết đói, vì tiểu bảo nói, ta không tin rằng ngươi nhịn đói đến chết được. Giữa lúc ấy, bên ngoài có tiếng người khẽ gõ cửa. Vì tiểu bảo biết là tiểu thái giám đưa cơm vào, gã sợ tiểu quận chúa hô hoán, liền lấy một tấm khăn tay buộc miệng cô lại rồi mới ra mở cửa gã dặn tên tiểu thái giám, bữa nay ta muốn ăn đồ nấu vân nam, người bảo nhà bếp làm ngay mấy món đưa lên, nghe. Tiểu thái giám dạ một tiếng rồi chờ gót đi ngay, vì tiểu bảo đem cơm canh vào phòng bày ra, gã cởi khăn bịt miệng cô rồi ngồi đối diện vừa cười vừa nói, người không ăn thì ta cũng phải ăn, hừ, đây là thịt cừu nướng, cái này là cá bung, món kia là thịt xào tỏi, lại còn thịt ướp ở trên chấn giang, tôm tẩm bột một bát canh chân gà người món này tươi vô cùng ngon vô kể gã múc canh ăn lại cố ý nhai tóp tép rồi liếc mắt nhìn trộm tiểu quận chúa thì thấy cô nước mắt nhỏ giọt chẳng có vẻ đói khát chút nào vì tiểu bảo thấy thế không khỏi cụt hứng nói móc té ra con tiểu nha đầu hạng chín này chỉ thích ăn những thứ hạng chín như cá ươn thịt thối trứng ung còn những món điểm tâm thượng hảo của ta chỉ có người hạng nhất ăn mới biết mùi vậy ta kêu họ lấy cá ươn thịt thối, trứng ung, đậu thiêu cho người ăn. Tiểu quận chúa gạt đi, ta không ăn cá ươn, trứng ung, thịt thối đông. Vì tiểu bảo nói, té ra người chỉ ăn cá thối, thịt thiêu. Tiểu quận chúa nói, người muốn làm cho ta đôi mù ta cũng không chịu ăn cá thối, thịt thiêu. Vì tiểu bảo ăn mấy miếng tôm tẩm bột rán, lại ăn một miếng thịt chiên rồi lớn tiếng khen, ngon quá, ngon quá nhưng gã thấy tiểu quận chúa vẫn lầm lì không tỏ vẻ, thèm nhạt liền đặt đũa xuống tự hỏi, ta phải làm thế nào để thị phải ngửa tay ra xin đồ ăn. Sau một lúc, tiểu thái giám lại bưng cơm canh lên nói, quế công công, nhà bếp dặn tiểu nhân bẩm với công công thứ canh này rất nóng. Tuy coi nó không có hơi bốc lên nhưng thực ra nóng lắm. Còn món tuyền uy nấu với mật ong và hạt sen có khi vội quá chưa thật dừ. Xin công công lượng thứ, món này là đại đầu ở Vân Nam đĩa kia là còng ngư con ở đại lý tuy không phải quá tươi nhưng là một thực phẩm rất quý ở vân nam trong bình này hãm thứ trà phố nhĩ ở vân nam chỉ trong khoảnh khắc nhà bếp lại đưa lên bốn món ăn kiểu vân nam mà món nào cũng đặc biệt nguyên ngô tam quế làm bình tây vương ở vân nam gặp những ngày lễ tiết trong một năm hắn đem đồ đến kinh tiến cống hoàng đế cùng biếu xén các vương công đại thần rất phong hậu không tỉnh nào bị kịp vì vậy mà những người ở triều đình nói tết cho hắn không phải là ít ngô tam quế đến cống nhà vua ngoài kim ngân châu báu còn những thứ sản vật chân quý như ngà voi tê giác cùng những thổ sản chẳng thiếu thứ gì vì bọn đầu bếp trong cung hàng năm nấu những món vân nam rất nhiều họ đã quen tay làm được mau lẹ mà chẳng khó khăn gì kể ra lúc này tiểu quận chúa đã đói lắm cô thấy mấy món ăn ở quê mình bày ra thì không nhịn được phải rung động trong lòng nhưng cô bị vi tiểu bảo nhục mạ đến cạn tàu giáo máng cô nhất định không chịu khuất phục bụng bảo giả bất luận tên tiểu ác nhân này dụ dỗ ta đến đâu ta cũng không ăn vi tiểu bảo cầm đũa gắp một miếng thịt đùi tuyên uy rất thơm tho kề vào miệng tiểu quận chúa gã vừa cười vừa giục há miệng ra tiểu quận chúa ngậm miệng cắn chặt hai hàm răng vi tiểu bảo sát lui sát tới miếng thịt mỡ dính đầy vào mép cô rồi gã cười nói ngươi hãy ngoan ngoãn mà ăn miếng thịt đùi này đi, ta sẽ giải khai huyệt đạo ở trên tay cho ngươi. Tiểu quận chúa vẫn ngậm miệng lắc đầu, vì tiểu bảo bỏ miếng thịt xuống, bưng bát canh nóng bỏng lên cất giọng hung dữ hỏi, bát canh này đang nóng chút, ngươi mà không chịu ăn thì ta múc từng muỗng một từ từ bón cho ngươi. Ngươi có ăn hay không? Hừ hừ, gã giơ tay trái lên nắm lấy mũi tiểu quận chúa, tiểu quận chúa bị nghẹt thở phải há miệng ra hô hấp. Vì tiểu bảo vừa thấy cô há miệng, tay mặt gã cầm muỗng canh cho vào miệng cô nói, ta dốc muỗng canh này xuống thì ruột gan ngươi cũng chín nẫu ra. Tuy gã nói vậy nhưng để tiểu quận chúa thở mấy hơi rồi rút muỗng canh ở miệng cô ra. Đồng thời gã buông cả tay trái không nắm lấy mũi cô nữa. Tiểu quận chúa biết thứ canh này có đến phần nửa là mỡ, so với canh thường nó nóng gấp mấy lần. Nếu dốc xuống cổ họng thì đến bị bỏng mà chết. Cô vừa khóc vừa nói, người khắc hình vào mặt ta, ta, không muốn sống nữa, mặt ta xấu như quỷ cái. Vì tiểu bảo nghĩ thầm, té ra thị tưởng mình đã khắc một con rùa vào mặt rồi. Gã liền mỉm cười đáp, mặt ngươi tuy bị trổ hoa, nhưng con rùa đó đẹp lắm. Ngươi mà đi ngoài đường phố, ta dám đảm bảo ai cũng hoan hô. Tiểu quận chúa vừa khóc vừa nói, khó coi, đến chết được, chẳng thả ta chết, quách đi cho rồi. Vì tiểu bảo nói, hỡi ôi, con rùa rất diêm rúa mà ngươi còn không muốn. Nếu ta biết trước thế này thì chẳng tội gì phí công chạm mặt cho ngươi. Tiểu quận chúa hỏi, ngươi chạm cái gì, ta, có phải là khúc gỗ đâu mà chạm? Vì tiểu bảo hỏi lại, ngươi họ mộc không phải là gỗ còn là gì? Tiểu quận chúa cãi, nhà ta là họ mộc là chữ mộc, có ba chấm thủy. Mộc là tắm gội, chứ không phải mộc là gỗ. Vì tiểu bảo không phân biệt đựa C chữ mục có ba chấm thủy và chữ mục là gỗ khác nhau ở chỗ nào. Gã đáp, khúc gỗ đã ngâm dưới nước, bất quá là khúc gỗ mục mà thôi. Tiểu quận chúa lại khóc ầm lên, vì tiểu bảo nói người bất tất phải khóc nữa. Nếu tu bổ cho bậc anh hùng hảo hán hạng nhất thì còn có điều khó khăn. Người bất quá là một tên tiểu nha đầu hạng thứ 9 thì việc tu bổ mặt ngươi thật dễ như trở bàn tay tiểu quận chúa nói ta không thể tin được ngươi chỉ muốn làm hại người vì tiểu bảo hỏi lại ngươi có chịu hô hay không tiểu quận chúa đỏ mặt lên vẫn lắc đầu quầy quậy vì tiểu bảo thấy cô bẽn lén, bất giác động tâm nói con rùa này mới khác nên việc tu bổ rất dễ nếu để lâu mới sửa thì nó thành vết không mài sạch được ta e rằng ngươi có hối cũng không kịp thích đẹp là thiên tính của phụ nữ tiểu quận chúa nghe vi tiểu bảo nói trong lòng bán tín bán nghi Cô muốn coi thử xem nếu quả gã vẽ con rùa vào mặt thì khó coi lắm. Cô đỏ mặt lên ấp úng, ngươi, ngươi không gạt ta chứ, vì tiểu bảo đáp ta gạt ngươi làm chi, ngươi hô lẻ thì ta động thủ cũng mau lẻ, mặt ngươi sẽ được sửa lại xinh đẹp, vậy ngươi ngoan ngoãn hô lẻ đi. Tiểu quận chúa hỏi, nếu ta, hô rồi mà ngươi không sửa được tử tế thì sao, vì tiểu bảo đáp khi đó ta sẽ bồi thường gấp đôi, nghĩa là hô luôn sáu tiếng, hảo muội muội ngoặc kép chấm, tiểu quận chúa càng đỏ mặt hơn, nói, người xấu lắm, ta không chịu, vì tiểu bảo đã được rồi, người đã không yên tâm thì chia ra mà hô, trước hết người hô một tiếng, hảo ca ca, người chờ ta sửa mặt rồi sẽ hô tiếng thứ hai, ta đưa kiếng cho người soi mà quả nhiên không còn chút dấu vết nào, người thỏa mãn rồi hô tiếng thứ ba. Có khi người cao hứng hô liền 10 tiếng cũng chưa biết chừng. Tiểu quận chúa vội nói, không, không ngươi vừa hô ba tiếng sao lại thêm nữa? Vì tiểu bảo cười đáp hay lắm, vậy ngươi hô ba tiếng cũng được. Ngươi hô lẹ đi, tiểu quận chúa máy môi mà không hô được thành tiếng. Vì tiểu bảo hỏi, hô một câu, hảo ca ca, làm sao lại không được? Ta có bảo ngươi hô, hảo lão công, hay thân thân lão công? Đâu mà ngại, nếu ngươi còn chưa chịu hô thì giá tiền mỗi lúc một cao. Tiểu quận chúa quả sợ gã bắt mình hô lão công gì gì vội ấp úng đáp trước hết ta hãy hô một chữ hảo chờ ngươi sửa xong rồi ta sẽ hô hai chữ dưới vì tiểu bảo thở dài nói hỡi ôi ngươi mặc cả hoài được rồi bỏ tiền ra trước hay bỏ ra sau cũng vậy mà thôi được rồi ngươi hô đi tiểu quận chúa nhầm lại khẽ cất tiếng hô hảo thanh âm cô như có tiếng mũi vo ve nếu không lắng tai thì chẳng nghe thấy gì vậy mà cô cũng đã mặt đỏ ra đến mang tai vì tiểu bảo la lên, cách hô này chật kinh lực nhiều lắm, bớt đến bảy, tám thành thì còn ra gì nữa. Đồng thời hô một tiếng, hảo, thì trong lòng ngươi không biết còn nghĩ gì nữa. Có thể là, hảo ô quy, hảo tiểu tặc, hay hảo con khỉ gì cũng được. Tiểu quận chúa vội cãi, không phải đâu, không phải đâu, trong lòng ta nghĩ hai chữ kia, ta không gạt ngươi đâu, thật tình không gạt ngươi, vì tiểu bảo lại hỏi văn, hai chữ gì mới được chứ có phải, hảo ô quy, hảo tiểu tặc, không? Tiểu quận chúa đã, không phải, không phải, hảo ca, cô nói một tiếng ca rồi vội dừng lại. Vì tiểu bảo cười nói, hay lắm, ngươi là người có lương tâm, lúc ta sửa mặt cho ngươi sẽ dùng thủ đoạn rất tốt. Người thợ nề sửa lỗ chó chui sẽ dùng thủ đoạn hạng nhất nếu được trả giá tiền hạng nhất. Bằng trả giá thấp quá, thợ chỉ nhét mấy miếng gạch vỡ vào bịt kín đi thậm chí không thèm quét một nước vôi nào thì dĩ nhiên khó coi lắm. Tiểu quận chúa nói, người bảo ta người ta đã hô thì đã hô rồi. ngươi còn nói giả tỷ việc sửa mặt ta như biết chỗ chó chui bằng những mảnh gạch vỡ. Vì tiểu bảo cười ha hà ngắt lời, đó là ta nó thích tỷ dụ. Gã mở tủ của hải lão công lấy dương thuốc ra, bày mấy chục bình thuốc lên bàn. Trong mỗi bình gã lấy ra một ít thuốc tán và lộ vẻ suy nghĩ trong khi hòa thuốc. Tiểu quận chúa trước đã tin gã ba phần, bây giờ thấy gã lấy ra nhiều bình thuốc thì không khỏi tin thêm mấy phần. Vi Tiểu Bảo bỏ thuốc vào trong cối cầm ra ngoài phòng, Gã dùng một mảnh giấy trắng gói thuốc lại cất vào bọc. Ngoài ra Vi Tiểu Bảo lấy một tấm bánh đậu xanh, một tấm đậu đỏ và một miếng hạt sen lớn trong tấm bánh mặt trăng kiểu Quảng Đông. Gã rửa cối thuốc thật sạch, không còn chút bụi bậm nào. Đoạn gã bỏ hạt sen, bánh đậu xanh, đậu đỏ vào trong cối giã nát ra. Gã còn thêm vào hai thìa mật, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ gã khẽ nhổ vào hai bãi nước miếng trộn đều rồi đem vào phòng nói, đây là thứ linh cao để mọc ra non, trong linh cao này có nhiều linh đan rượu dược. Gã ngẫm nghĩ một chút rồi nói tiếp, cái mặt ngươi bị ta chạm hình vào rồi, bây giờ mà chỉ làm cho nó trở lại như cũ thì ngươi chưa chịu ta là giỏi. Gã lại lấy cái mũ mua ở tiệm châu báu hôm trước ra. Gã tháo lấy bốn hạt minh châu đặt vào lòng bàn tay trái đưa ra hỏi tiểu quận chúa, những hạt minh châu này thế nào? Tiểu quận chúa đã có ông tổ được phong quốc vương. Tuy ngày cô ra đời thì mộc gia đã tan tành, nhưng một cô gái quý nhà thế giao kiến thức vẫn khác kẻ tầm thường. Cô nhìn bốn hạt minh châu lớn bằng đầu ngón tay lăn long lóc trong bàn tay vi tiểu bảo chiếu ra làn ánh sáng êm dịu. Những hạt minh châu tròn chỉnh không có một chút vết nào. Bất giác cất tiếng khen, mấy hạt châu này đẹp quá, lại đều nhau như một, không hạt nào to, hạt nào nhỏ thật là hiếm có. Vì tiểu bảo nghe tiểu quận chúa tán dương mấy hạt minh châu thì trong lòng rất lấy làm đắc ý, gã hỏi lại, hôm qua ta mới mua những hạt minh châu này với giá tiền 2.900 lạng bạc, nó quý lắm phải không? Bốn hạt minh châu này tuy quý thật nhưng không đến 2.900 lạng bạc, thực ra vi tiểu bảo đã mua với giá 100 lạng. Gã đã nói tăng lên 1.000 lạng, vì tiểu bảo lại lấy cối thuốc bỏ hạt châu vào đảo lộn mấy cái hạt châu đụng vào cối thuốc phát ra âm thanh trong trèo. Vì tiểu bảo cầm chảy đá giã xuống, binh binh, tiểu quận chúa la lên tiếng, ủa, rồi hỏi, ngươi làm gì vậy? Vì tiểu bảo thấy tiểu quận chúa lộ vẻ nghiêm trọng, gương mặt cô ra chiều kinh ngạc, gã càng đắc ý phi thường. Nguyên gã làm bộ hào phóng chỉ cốt để đổi lấy nét mặt kinh ngạc của tiểu quận chúa. Bây giờ đạt được mục đích gã rất lấy làm thỏa mãn. Vì tiểu bảo giã luôn mấy cái hạt trâu nát như rồi gã xoay chuyển chảy đá nghiền nát ra như bột. Gã nói, nếu ta chỉ làm cho gương mặt ngươi trở lại tình trạng cũ thì làm sao tỏ rõ được bản lãnh của Vi. Gã vừa nói đến tiếng, Vi, chợt nhớ ra mình lỡ miệng, vội đổi giọng, làm sao tỏ rõ được bản lãnh của tiểu quế tử công công này. Ta nhất định làm cho khuôn mặt ngươi biến thành xinh đẹp gấp 10 trước để ngươi hô 10 tiếng, hảo ca ca, bằng một tấm lòng thành thực, không miễn cưỡng chút nào. Tiểu quận chúa nói ngay, ba tiếng thôi đã bảo ba tiếng sao lại thành mười tiếng, vì tiểu bảo tùm tìm cười, gã đem bột minh châu hòa lẫn với bánh đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen, đường mật cùng bọt rãi, lại dùng đầu chảy thúc vào chất tương này cho thật điều hòa. Tiểu quận chúa dương to cặp mắt lên mà nhìn, cô chẳng hiểu vi tiểu bảo giờ cho gì, chỉ thấy nguyên bốn hạt minh châu nghiền nát thì thứ thuốc cao này cũng đủ chân quý biết chừng nào. Vì tiểu bảo nói bốn hạt minh châu tuy quý thật nhưng đem so với những thứ thuốc bột vô giá này thì nó lại chưa vào đông. Tướng mạo ngươi nguyên trước chẳng xinh đẹp chút nào, nếu ngươi không đến nỗi liệt vào hạng 9 thì cũng chỉ ở hạng 8 là cùng. Sau khi đổ thứ thuốc cao này vào ngươi sẽ trở thành nhân vật mỹ mạo ít ra là đứng vào hạng nhì. Có khi ngươi sẽ biến thành một vị nữ lang khuynh quốc đẹp nhất thiên hạ, vô song với tâm dung nhan hoa thẹn nguyệt nhường. Tiểu quận chúa ngắt lời, "Nguyệt thẹn hoa nhường chứ?" cô nghe vi tiểu bảo nói chật liền bột miệng cải chính nhưng lời nói vừa ra khỏi cửa miệng cô cảm thấy mình mau miệng như vậy là vô ý thức vì tiểu bảo dùng lộn thành ngữ là chuyện thường xảy ra như cơm bữa gã chẳng để ý gì nói luôn phải rồi người biến thành một tiểu mỹ nhân dung nhan nguyệt thẹn hoa nhường khi đó người mới chịu phục ta là tài gã vừa nói vừa bốc một nắm hồ bột đậu hạt sen cùng chân châu xoa lên mặt tiểu quận chúa tiểu quận chúa không nói một tiếng nào để mặc gã muốn làm gì thì làm. Chỉ trong khoảnh khắc cả khuôn mặt cô, ngoài tai, mắt, mũi, đều chát đầy hồ. Cô cảm thấy thuốc cao mùi hương ngon ngọt, chẳng có chi khó ngửi, mà cũng không thấy khó chịu. Vì tiểu bảo thấy cô mắc bẫy muốn bật lên chàng cười ha hả nhưng phải cố nín nghĩ thầm ta không cho nước tiểu vào thuốc cao này là lịch sự lắm rồi. Bởi ta nghĩ đến tổ tiên thị là Mộc Anh, Mộc Vương Gia là một vị khai quốc công thần dĩ nhiên ta phải nể mặt lão nhân ra mấy phần vì tiểu bảo đồ thuốc cao xong rửa sạch tay nói chờ thuốc khô rồi ta sẽ dùng thứ thuốc tán kỳ diệu rửa mặt cho ngươi phải ba lần đổ ba lần rửa nhất định ngươi sẽ có tấm chân dung hoa thẹn à quên nguyệt thẹn hoa nhường tiểu quận chúa lẩm bẩm cái gì mà nguyệt thẹn hoa nhường gã nói câu nào thật lẻo mép cô hỏi sao lại phải đổ ba lần vì tiểu bảo đã ba lần hãy là còn ít, người ta làm tương tàu phải nấu đến 9 lần, phơi 9 lần mới được. Ngay nấu thịt chó cũng phải nấu ba bốn lần mới như. Tiểu quận chúa nói, người lại mắng ta là tương tàu, thịt chó. Vì tiểu bảo cười nói, không có tương tàu lấy gì ninh thịt chó. Gã gắp một miếng thịt đùi đưa vào miệng tiểu quận chúa bảo, ăn đi, tiểu quận chúa một là để bụng đói, hai là không dám vật ý vì tiểu bảo sợ gã ngứa chân ngứa tay trêu chọc để lại trên mặt cô dấu vết một con rùa ba là cô thấy gã nghiền mấy hạt minh châu mà chẳng tiếc gì thì không khỏi nể lòng cô ngần ngừ một chút rồi há miệng ăn miếng thịt đùi vì tiểu bảo cả mừng nói hảo muội tử có thế mới ngoan tiểu quận chúa cãi ta không phải là em gái ngươi vì tiểu bảo nói thế thì hảo thư thư vậy tiểu quận chúa cãi ta cũng không phải chị ngươi vì tiểu bảo nói vậy thì hảo má má tiểu quận chúa bật cười khúc khích nói sao ta lại là vì tiểu bảo từ lúc gặp tiểu quận chúa đến giờ lúc này mới nghe cô bật cười là một